Chương 31 Ở cửa đầu tiên của trấn nhỏ, đám người nam trái nữ phải tách ra, đến cửa thứ hai, Tô Hàng liếc nhìn Thương Hòa Hú bên cạnh rồi nói, tôi sẽ chọn bên phải. Nam trái nữ phải, hán Việt của câu này là nam tả nữ hữu, chắc mọi người cũng biết câu này rồi. Vậy tôi sẽ đi bên trái. Thương Hòa Hú phối hợp nói. Được. Tô Hàng kiêu ngạo gật đầu một cái, hắn cũng không hàng huyên gì nữa, mà cất bước đi về phía trước. Này, thương hòa hú bỗng nhiên lên tiếng gọi tô hàng lại cho đến khi đối phương nghi ngờ quay đầu hắn ta mới hơi hỏi dò nếu như tôi tìm được trầm khê trước không có khả năng tô hàng bực bội cắt ngang lời nói của thương hòa hú hắn có chút tức giận đi vài bước về phía thương hòa hú rồi trợn mắt nói thương tiên sinh tôi và trầm khê đã kết hôn rồi tốt nhất anh nên thu hồi cái tâm tư dư thừa của anh lại đi anh càng tức giận càng thể hiện anh đang sợ hãi thương hòa hú cười rồi nói anh dùng 3 tỷ buộc Trầm Khê phải gả cho anh. Thực ra chính anh cũng không xác định được Trầm Khê đối tốt với anh, là vì thích hay là muốn đền ơn, đúng không? Không cần anh quan tâm đến làm gì. Dường như bị chọc trúng tâm sự, Tô Hàng hung giữ quan câu nói này ra, rồi xoay người nhanh chân rời khỏi. Tôi biết, anh không cần tôi quan tâm. Thương Hòa Hú tự dẫu, hắn cũng không biết mình làm sao nữa, cứ nhìn thấy bộ dạng lúc nào cũng tuyên bố chủ quyền của Tô Hàng, hắn ta liền không nhịn được mà muốn kích động hắn mà một bên khác trầm khê đã tách ra với hai người khác từ lâu cô một mình đi dạo chẳng có mục đích gì ở trong trấn nhỏ thời tiết của phía nam có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn vào ban ngày có mặt trời thì nhiệt độ sẽ rất cao cô khoác một chiếc áo khoác mỏng như này là đủ rồi nhưng đến chạng vạn tối khi mặt trời vừa xuống núi nhiệt độ sẽ giảm xuống nhanh chóng lúc ra cửa cô đến xế chiều thì có thể sẽ rất lạnh trầm khê còn cố ý đội áo khoác lông nhưng lúc này trên cổ cô lại choàng khăn quàng mà tô hàng đưa cho bị ánh sáng mặt trời rất lớn chiếu vào người, thật sự là có hơi nóng một chút. có điều dù có nóng hơn nữa, trầm khê cũng chỉ nới lỏng khăn quàng cổ, nhưng vẫn không lấy xuống. trầm khê cảm giác phương hướng không tốt, dựa vào chính cô thì khẳng định là không đi ra được. cho nên trước khi đi vào cô đã nghĩ kỹ, mình sẽ tùy ý đi dạo, chờ tô hàng tìm đến. toàn bộ trấn nhỏ đều là tường trắng ngói xanh, bên ngoài bức tường và mái hiên nhà là con đường nhỏ trải đầy đá xanh cùng những giỏ hoa được bày biện tùy ý trên đường thỉnh thoảng còn có vài tiếng chó sủa được truyền từ trong hẻm ra không khỏi khiến cho người khác có một cảm giác yên tĩnh và bình thản trầm khê đi dạo nhưng lại vô cùng hài lòng cô nương có muốn nếm thử hay không bác gái bán toan lạc phấn thấy trầm khê đang đi đến sạp của bà thì liền nhiệt tình kêu gọi toan lạc phấn là một món ăn xuất xứ từ tỉnh tứ xuyên trung quốc được cả à? trầm khê đã đi được một quãng đường dài quả thật cô có chút đói bụng Cô nương đến từ nơi khác sao? Bác gái vừa làm toan lạc phấn vừa trò chuyện với Trầm Khê. "Đúng nha. À. Cháu đến du lịch hả?" Bác gái hỏi. "Không phải, cháu đến thăm bà ạ." Trầm Khê nói. "Hóa ra là như vậy." Bác gái làm toan lạc phấn xong, bà bưng đến trước mặt Trầm Khê rồi thân thiết nói, "Cô nương, giúp bác nếm thử một chút xem có ngon không nhé." Trầm Khê cầm đũa ăn một miếng, cô cười rồi nói, ngon lắm ạ à. vậy cháu cảm thấy bác kinh doanh thứ này thì có được không bác gái hỏi bác vừa mở tiệm này à? trầm khê hỏi đúng thế bác gái vừa cười vừa nói không phải trưởng trấn muốn mở rộng thị trường khách du lịch ở đây sao đã có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi về đây để mở cửa tiệm làm ăn cho nên bác cũng muốn mở một tiệm ăn nhỏ chẳng hạn khẳng định sẽ không có vấn đề gì đâu ạ à. đến lúc đó nhất định bác sẽ làm ăn phát đạt sau khi trầm khê nghe rõ thì liền khen đúng rồi cô nương cháu có thấy bản tuyên truyền ở cửa trấn không bác gái hỏi có à vậy cháu có cảm thấy thị trường du lịch ở đây sẽ phát đạt hơn không nếu là cháu cháu sẽ đến trấn này để du lịch chứ bác gái hiển nhiên rất quan tâm đến sự phát triển của thị trấn có chứ à trầm khê gật đầu rồi nói truyền thuyết về trấn nhỏ này được viết vô cùng tốt thị trấn cũng có điểm đặc sắc sẽ rất nhiều người thích dạ. vậy là tốt rồi. trưởng trấn vì để viết được truyền thuyết này đã phải triệu tập tất cả các ông bà cụ có tuổi đời 80 tuổi trở lên, bỏ ra tận nửa năm mới tập hợp được hết tất cả các câu chuyện xưa, cuối cùng mới sửa sang lại. bác gái có chút tự hào nói. không phải chúng được bịa ra à? trầm khê buồn bực nói. cũng không thể nói là bịa ra được, thực ra vẫn có lý do. bác gái giải thích lúc trước cô dâu và chủ rể cử hành hôn lễ ở trấn này phải đi từ hai phía vào cũng không được giao hẹn địa điểm tập hợp trong thời gian một tiếng nếu chủ rể không đuổi kịp được kiệu hoa của cô dâu thì sẽ không được thành hôn cảnh tượng lúc ấy náo nhiệt chỉ có điều về sau những tập tục này dần dần bị loại bỏ người trẻ tuổi chắc cũng không biết hóa ra là như vậy à trầm khê như đang suy nghĩ gật gật đầu trấn bát quái này đã lớn rồi đường lại còn như mê cung nếu như hai người tùy ý đi dạo xác suất gặp được nhau vô cùng nhỏ nếu gặp được chẳng phải là có duyên phận sao bác gái cười rồi giải thích trầm khê không tự chủ mà sờ lên chiếc khăn quàng cổ màu đen làm bằng len casmer trên cổ mình trong lòng cô đột nhiên khẩn trương tô hàng hắn có thể tìm tới mình sao mà tô hàng ở một bên khác hắn không có tâm tư nhàn nhã như trầm khê lúc từ vừa mới bắt đầu hắn đã liều mạng tìm cô bởi vì chạy nhanh một đường đầu đã sớm đầy mồ hôi hắn nhìn con đường nhỏ tứ thông bác đạt lần đầu tiên chân chính ý thức được rằng trầm khê nói ở đây là mê cung là có ý gì tứ thông bá đạt giao thông tiện lợi hắn cầm áo khoác trong tay có phần chật vật tựa vào vách tường ở giao lộ có mấy người địa phương nhìn thấy hắn lạc đường họ đều đi tới hỏi hắn có cần giúp một tay hay không nhưng đều bị tô hàng lắc đầu từ chối mặt trời dần dần ngã về phía tây tô hàng liên tục tìm năm tiếng ngay cả cơm trưa hắn cũng không ăn chỉ lúc khác mới đến quầy bán đồ ăn vặt ở ven đường để mua một chai nước Tô Hàng dần dần có chút nản chí, đã năm tiếng, Thương Hòa Hú quen thuộc với nơi này hơn hắn nhiều, có phải hắn ta sớm tìm đến Trầm Khê rồi không? Đã sắp 4 giờ chiều, ánh nắng mặt trời đều trở nên không ấm áp, Trầm Khê đứng tại một cửa tiệm quà tặng mới mở, cô có vẻ hơi lo lắng, bây giờ Tô Hàng hắn ở đâu vậy? Trầm Khê Một giọng nam hùng hậu truyền từ phía sau đến, Trầm Khê xoay người theo bản năng, khóe miệng cô vui vẻ nhìn người đến trong nháy mắt, sau khi sửng sốt một giây thì mới buông xuống thương học trưởng. Trầm khê cười rồi chào hỏi. Em đứng đây một mình nha. Thương hòa hú hỏi. Ừm. Trầm khê gật đầu. Xem ra chúng ta đã gặp nhau đầu tiên rồi. Thương hòa hú cười cười rồi lại hỏi. Em ăn cơm trưa chưa? Em đã ăn rồi. Trầm khê đáp lại. Đều tại nha đầu oánh oánh kia càng quấy. Thương hòa hú nói. Trời sắp tối rồi. Chúng ta ra ngoài thôi không được trầm khê lắc đầu rồi nói học trưởng anh ra ngoài trước đi em chờ một lát rồi đi ra chờ tô hàng sao thương hòa hú sửng sốt một hồi rồi hỏi ừm um. trầm khê hơi ngượng ngùng gật gật đầu thương hòa hú nhìn đôi mắt trong trẻo của trầm khê ngay vừa rồi đôi mắt này lúc cô ấy xoay người thấy mình lại ảm đạm đi trong chớp mắt chắc không phải bởi vì trước đó chứ cô ấy đã tưởng người tìm tới là tô hàng em thật sự tin tưởng cái truyền thuyết mà trưởng trấn bị ra sao? Thương Hòa Hú không nhịn được hỏi. Học trưởng, em qua bên kia xem, hẹn gặp lại. Trầm Khê không biết trả lời như thế nào, cô cười cười rồi ôm vật nhỏ vừa mua được từ tiệm quà tặng, quay người tùy ý tìm một cái lối nhỏ để chạy đi. Thương Hòa Hú đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng của Trầm Khê biến mất ở cuối con đường, bên tai là tiếng ca Giáng sinh vui sướng, tự hồ mỗi một câu đều muốn nói cho hắn biết rằng, hắn nên buông tay đi. Coi như truyền thuyết là có thật đi, hắn cùng Trầm Khê có duyên phận với nhau, nhưng người mà cô ấy bây giờ muốn chờ không phải là hắn. Mà ở một bên khác, cạnh một tảng đá xanh trên con đường nhỏ, Vân Thư chỉ đến nơi này chậm hơn thương hòa hú một phút đồng hồ, cô nàng yên lặng đứng tại chỗ nhìn thấy toàn bộ sự việc. Cô nàng nhìn thấy thương học trưởng tìm tới Trầm Khê lúc mừng rỡ, cũng nhìn thấy lúc Trầm Khê từ chối anh rồi rời đi, trong mắt hắn tràn đầy sự đau thương. Vân Thư nghĩ cô nàng nên quay người rời đi, chỉ là sau khi rút lui bước chân được một bước, cô nàng lại quyết định cho mình một cơ hội nữa hả bỗng nhiên bị người vỗ một cái vào vai thương hòa hú lấy lại tinh thần hắn ta quay đầu thì trông thấy vân thư đang một mặt kinh ngạc đành lập tức bất đắc dĩ nói em làm anh sợ rồi đấy anh nhìn gì mà xuất thần thế vân thư biết mà còn hỏi không có gì thương hòa hú lắc đầu rồi nói vậy chúng ta gặp nhau đầu tiên phải không vân thư hỏi hừm cũng được đấy." Thương Hòa Hú trả lời. "Dựa theo truyền thuyết, chúng ta chính là một cặp đôi định mệnh, có duyên phận nha." Vân Thư Khoa trương nói. "Không phải sáng sớm em đã nói đây là một chuyện hư cấu sao?" Thương Hòa Hú cười châm biếm rồi nói. "Em vừa vặn đi tận 5 tiếng, em cảm thấy đi lâu như vậy mới có thể gặp nhau, duyên phận này chắc vẫn còn chút giá trị." Vân Thư nói. "Làm sao em giống oánh oánh thế?" Thương Hòa Hú tức giận nói, đi thôi, chúng ta cùng nhau ra. Ồ, Vân Thư đắng chát cười cười, đi sau lưng Thương Hòa Hú ra ngoài. Sau sáu tiếng, mặt trời đã xuống núi, trấn nhỏ dần dần tối xuống, Tô Hàn cầm bản đổ về trấn nhỏ mà hắn phải mượn tới giấy bút để vẽ trong tay, hắn trải bản đồ trên mặt đất, chỉ thấy vẽ được tám, chín phần mười hình thức ban đầu của trấn nhỏ bát quái này rồi. Tô Hàn điểm cho mình một cái vị trí, hắn nhanh chóng tìm được một con đường gần nhất, có thể đến khu vực mà mình chưa từng đến rồi hắn đứng lên nhìn ánh nắng chiều lo lắng nên chạy về phía nào thế nhưng khi hắn tìm tòi được góc sau cùng của trấn nhỏ bát quái này bổ sung được hết bản đồ thì vẫn không phát hiện được bóng dáng của trầm khê đâu trầm khê ở đâu có phải cô ấy đã đi ra với người khác rồi không một sự sợ hãi thật sâu cùng cảm giác bất lực kèm theo màn đêm đang buông xuống rõ ràng chỉ là một trò chơi trốn tìm mà thôi tại sao hắn lại có một cảm giác thực sự đã mất đi trầm khê chứ Giống như lúc trước, mỗi ngày hắn đều nhìn lén Trầm Khê ở cổng trường học, mà Trầm Khê lại không biết gì mà đi khỏi theo hướng ngược lại với hắn. Lần này, có phải em cũng đã quên việc anh đi tìm em không? Sau sáu tiếng rưỡi, Trầm Khê nhìn những chiếc đèn lồng lần lượt sáng lên ở trấn nhỏ, người đi đường trong trấn nhỏ dần dần ít đi, trên đường im ắng, cô đứng một mình ở ngõ hẻm khiến cô bỗng nhiên có chút sợ hãi. Thị trấn nhỏ to lớn thế này, giống như mỗi một thứ đen nhánh trong hẻm nhỏ đều có bóng dáng của quỷ trầm khê cắn môi cô có chút tức giận oán trách anh ở đâu thế làm sao còn chưa tới tìm tôi sau bảy tiếng trời đã tối đen các ngọn đèn lồng dần dần tối đi cách xa ba mét đã không thấy rõ mặt người khiến độ khó để tìm người tăng lên quy tắc trò chơi có nói trời tối thì có thể tìm dân bản xứ để nghe ngóng đường đi ra ngoài khiến khả năng trầm khê đã ra ngoài lớn hơn nhiều trong lòng tô hàng rõ ràng trầm khê chắc đã sớm rời khỏi trấn nhỏ rồi mình tìm kiếm cũng là vô ích nhưng dù là chỉ có một phần ngàn khả năng, Trầm Khê còn đang chờ hắn, hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm. Hắn lấy bản đồ tự mình vẽ ra, đi theo hướng Trầm Khê đã xuất phát, có thể Trầm Khê chỉ đến mỗi một chỗ, hắn điên cuồng chạy nhanh về phía trước. Lại 10 phút sau 7 giờ, Trầm Khê đi hơi mệt chút, cô ngồi trên một tòa cầu hình vòm ở trấn nhỏ, dự định ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, thì có một ông cụ đi ngang qua hỏi, khuê nữ, con đang lạc đường sao? Còn có muốn theo ông ra ngoài không? Khuê nữ, chỉ con gái chưa lấy chồng. Không cần đâu ạ. À. Trầm Khê lắc đầu, tí nữa chồng con sẽ tới đón con. Đại gia gật gật đầu, rồi chắp tay sau lưng rời đi. Trầm Khê hơi lạnh, cô bó khăn quàng cổ vào cổ, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, hoàng ức nói lầm bầm, nếu anh không đến, tôi sẽ bị cảm đó. Lại ba mươi phút sau bảy giờ. Tô Hàng chạy đến bên cạnh dòng sông nhỏ, hắn nhìn qua hai bên bờ, lượn quanh bóng cây để hắn có thể thấy rõ bóng người. Trầm khê. Trầm khê. Tô Hàng vừa tìm kiếm vừa hô to. Chàng trai, có phải bạn cháu đã ra ngoài rồi không? Một bác gái nhiệt tình thấy Tô Hàng vội vã như thế, bác liền không nhịn được nói. Nếu không bác sẽ cho lãnh đạo trấn phát cho cháu một cái tin đi. Không cần, cảm ơn bác, tự cháu tìm là được. Tô Hàng từ chối sự trợ giúp của bác gái, hắn bước nhanh chạy về phía trước, cũng không dám hô lớn nữa, sợ sẽ có dân bản xứ nhiệt tình nào nữa lại truyền tin phát thanh. Tô Hàng vừa mệt vừa đói, nhưng bước chân của hắn một khắc cũng không dừng lại, mùa đông lạnh lão, Tô Hàng đầy mồ hôi trên người nhưng lại chưa uống nước gì. Hắn từng bước từng bước đi về phía trước, cho đến khi được một bài hát vui sướng truyền vào tai. Len Ken, Len Ken, Vàng Đinh Công. Tô Hàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn trông thấy trên một tòa cầu hình vòm, có một chút ánh sáng. Trầm khê đợi ở cầu hình vòm tận nửa giờ, vừa lạnh vừa tẻ nhạt, thế nên mới mở hộp âm nhạc thủy tinh mình vừa mới mua ở tiệm quà tặng ra. Trầm Khê vừa nghe âm nhạc, vừa dậm chân vì lạnh, cô có chút không chịu nổi lạnh, thế nhưng lại không dám tìm địa phương để sưởi ấm, cô sợ nếu mình đi vào, Tô Hàng sẽ tìm không thấy mình đâu cả. Cộc cộc cộc. Một tiếng bước chân dồn dập đến gần, Trầm Khê đầy mắt chờ mong nghiêng đầu nhìn lại. Tô Hàng dẫm lên bậc thang, từng bước từng bước đi tới phía Trầm Khê. Làm sao bây giờ anh mới đến? Trầm Khê kích động đứng lên. Cô Hoàng ức nói. Anh có biết tôi chờ anh lâu lắm rồi không? Ồ một tiếng, Trầm Khê bị một lực đạo lớn kéo vào trong ngực. Thân thể cô bị ôm chặt lấy. Em đang chờ anh. Em đang chờ anh. Tô Hàng không ngừng lặp lại câu nói này. Hắn không thể tin đến nỗi mừng rỡ như điên. Động tác ôm Trầm Khê cũng càng ngày càng dùng sức. Bị Tô Hàng ôm ở trước ngực. Trong hơi thở đều là mùi mồ hôi của nam nhân. Trầm khê ngẩng đầu lên còn có thể trông thấy lọn tóc sau tai nam nhân đang nhỏ mồi hôi xuống, cơn giận giữ đợi mấy giờ của cô bị những giọt mồ hôi làm tan biến. Anh có bao nhiêu sốt ruột, mới có thể ở bên ngoài mùa đông như vậy, chạy khiến đầu đầy mồ hôi thế. Em đang chờ anh. Trầm khê đáp lại. Trầm khê, anh thích em. Tô hàng chạy một ngày ở trấn bát quái, đi qua mỗi lát đá đầu đường trong trấn, mỗi khi đi qua một đầu đường tô hàng lại càng sợ hãi, sự sợ hãi sẽ đánh mất trầm khê ngày càng mãnh liệt hơn cho đến cuối cùng chính hắn cũng cảm thấy trầm khê đã đi ra ngoài rồi khi hắn trông thấy trầm khê ở trên cầu một khắc này hắn tưởng chừng mình đang mơ cho đến lúc trầm khê tức giận chất vấn hắn làm sao bây giờ mới tới hắn mới cảm giác được sự chân thực sau đó hắn ý thức được một việc khiến hắn mừng rõ như điện trầm khê vẫn luôn chờ đợi hắn sự thật này khiến hắn từ bỏ tất cả lo lắng bất luận xuất thân gia thế hoàn cảnh lớn lên với phương thức bọn họ bắt đầu có bao nhiêu thích hợp, chỉ cần em đang chờ anh, như vậy là đủ rồi. Trầm Khê hơi sững sờ, ý cười khiến cô lấy lại tinh thần trước đó đã sớm đuôi lông mày cùng khóe mắt cô. Tô Hàng nâng mặt Trầm Khê lên, hắn là một chuyện vô cùng không kín đáo ở trấn nhỏ kín đáo này. Răng môi chạm phải nhau trong nháy mắt, bền tai dường như còn tiếng pháo hoa đang nổ. Tác giả có lời muốn nói, thổ lộ, thổ lộ, khắp chốn mừng vui đừng cho là ta không biết thực ra các ngươi không muốn thổ lộ đâu nhá, các ngươi muốn lái sao, hừ. Vậy lúc nào thì được mở? Dù sao ta là một con cua thổ hào thuần khiết, ta sẽ chỉ phát hồng bao, đúng rồi đó, xong chương này thì ta sẽ có một trăm hồng bao rơi xuống nhá. Thế đi xem buổi hòa nhạc trời tháng 5. Chương 32, anh là tên khốn nạn. Edith, Hạ Yến. Ăn xong cơm tối, Trầm Khê ôm ly sứ ngồi xổm xuống ghế salon bên cạnh cây thông Noel, nhìn những bóng đèn nhỏ đang lóe lên ở phía trên, cùng các lá thông màu xanh biếc trên đủ những đồ trang trí đầy màu sắc, cô bỗng nhiên hé miệng cười một tiếng, rồi quay đầu hỏi nam nhân đứng bên cạnh, anh bảo Trương Tẩu trang trí sao? Không phải. Trực giác Tô Hàng muốn phủ nhận, thế nhưng hắn lại nghĩ, hiện tại không cần gạt cô ấy nữa, hắn cũng đã thổ lộ rồi, dù không được tự nhiên, thế là thính tai hắn đỏ lên gật đầu, là anh. Trong lòng trầm khê ngòn ngọt, cô ngoẹo đầu ra nhìn bộ dạng ngượng ngùng của nam nhân có chút buồn cười anh ngồi xuống đi trầm khê vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình sau đó mình cũng đổi tư thế ngồi tô hàng ngồi xổm người xuống khoanh chân ngồi bên cạnh trầm khê khoảng cách của hai người rất gần gần đến mức tô hàng chỉ cần hơi di chuyển một chút đã có thể chạm đến góc áo của trầm khê khiến đáy mắt nam nhân một vùng ôn nhu sơ ngụ ới tư cách là một chú chó labrador thiên tài thì nằm ở bên kia cây thông noel chú quyết định không đi qua bên kia để ba ba chê mình. Trước đó ở trấn nhỏ, có một số việc anh còn chưa nói rõ ràng, có phải bây giờ anh nên nói cho em biết không? Trầm Khê đột nhiên hỏi. Việc gì? Tô Hàng nghi ngờ nói. Anh còn nhớ rõ tối qua anh nói gì với em không? Trầm Khê nhắc nhở. Anh. Anh. Tô Hàng nhìn Trầm Khê một cái, hắn cúi đầu xuống, rồi lại không nhận được mà ngẩng đầu lên nhìn một cái, nói anh thích em. Tại sao trước đây cô không phát hiện Tô Hàng ngây thơ như thế chứ? Rõ ràng khi ở bên cạnh mình, hắn lúc nào cũng một bộ dạng nhìn lén thế này. Trầm khê quả thực cũng bị bộ dạng vợ bé của hắn chọc cười. Cô cố nén cười rồi hỏi, khi nào anh bắt đầu thích em? Tô Hàng không nghĩ tới Trầm khê sẽ hỏi câu hỏi này. Hắn khẩn trương môi thảm, hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định ăn ngay nói thật, rất sớm trước đó. Quả nhiên, Trầm khê khẽ gật đầu, rồi ra hiệu Tô Hàng tiếp tục nói thực ra trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi. Tô Hàng nói, có điều chắc em cũng không nhớ rõ. Vậy sao? Lúc nào thế? Trầm Khê biết trước đó mình và Tô Hàng nhất định đã gặp nhau rồi, bằng không Tô Hàng sẽ không luôn luôn thầm mến mình, chẳng qua rốt cuộc lúc nào gặp, Trầm Khê thực sự không nghĩ ra. Lúc ấy em đang học tiểu học, có thể là năm thứ hai hoặc năm thứ ba. Tô Hàng nói lúc ấy anh ở chỗ gần trường học của em. Để thu thập bình nước khoáng trầm khê trừng mắt nhìn, cô cố gắng nhớ lại, thực sự không nghĩ ra được lúc mình học tiểu học và bình nước khoáng có thế có quan hệ gì. Lúc đó anh còn không có thể căn cước, đi ra ngoài làm việc thì không lấy được tiền lương cao, còn không nhặt được nhiều ve chai, cho nên anh liền thường xuyên đi khắp nơi để nhặt ve chai. Tô Hàng nói, trường của em là trường học quý tộc, điều kiện gia đình của mỗi học sinh đều rất tốt, lấy trong thùng rác ở trường học của em thì có nhiều đồ tốt nhất. Anh đã nhặt được rất nhiều thứ, hộp đựng bút mới tinh, túi sách, búp bê, trái bóng đá bị rách một chút bên ngoài, anh đều sẽ nhặt về để cho bọn nhỏ trong cô nhi viện dùng. Có lẽ hắn đã có tâm ý tương thông với Trầm Khê rồi, cho nên khi Tô Hàng nhắc lại chuyện này, hắn không tự ti như lúc ban đầu nữa. Thế nhưng an ninh của trường học chúng em hẳn phải rất tốt mới đúng, làm sao anh đi vào được? Trầm Khê hỏi. Leo tường. Tô Hàng nói, vào 3 giờ chiều mỗi ngày bảo vệ ở trường em đều sẽ thay ca, lúc ấy anh sẽ leo từ bên ngoài tường vào vậy chúng ta đã gặp nhau lúc nào trầm khê hỏi có một lần anh đang lục lọi trong thùng rác thì em bỗng nhiên chạy tới để đổ rác vì sợ bị người khác phát hiện nên anh một lòng hoảng muốn trèo ra ngoài kết quả là vì quá bối rối không cẩn thận rớt từ trên tường rào xuống nghĩ tới một màn như vậy khiến tô hàng không nhịn được cười vậy anh không bị sao chứ có bị thương không trầm khê sốt ruột hỏi tô hàng nhìn trầm khê nữ nhân trước mắt cùng tiểu cô nương 10 năm trước lập tức giống nhau như đúc. Kaka, anh không sao chứ, có bị thương không? Tiểu trầm khê thấy một đại ca ca rơi từ trên tường rào cao như vậy xuống, cô bé liền sợ hãi quăng đồ trong tay ra, rồi vội vội vàng vàng chạy tới. Thiếu niên tô hàng giật giật chân, còn tốt, chỉ trầy da, xương không có vấn đề gì, cũng không bị trật khớp, hắn quay đầu không dám nhìn tiểu cô nương bên cạnh, lại muốn đứng lên rồi trèo tiếp. Kaka, anh bị chảy máu rồi khắp khuôn mặt bụ bẩm của tiểu bàng hoảng sợ. Thiếu niên tô hàng nhìn máu tươi chảy từ đầu gối xuống bắp chảy mình một chút, rồi dùng ống tay áo bẩn thiểu của mình xoa xoa. Không thể xoa, sẽ bị nhiễm trùng đấy. Tiểu trầm hô to. Thiếu niên tô hàng căn bản không có ý định để ý tới nha đầu này, hắn dự định lại vượt tường để treo ra. Em sẽ đi tìm bác sĩ tỷ tỷ đến, cà ca ngươi chờ em một chút. Tiểu trầm khê chỉ biết khi bị thương thì phải tìm thầy thuốc. Bác sĩ, nếu để cho trường học biết mỗi ngày mình đều leo tường vào đây để nhặt ve chai, như vậy về sau mình khẳng định sẽ rốt cuộc không vào được nữa. Suy nghĩ cẩn thận việc này, thiếu niên Tô Hàng nhanh chóng quay người lại, cậu đuổi theo để kéo bàn tay nhỏ bụ bẩm của Trầm Khê rồi giữ dàng nói, em không được đi. Thế nhưng anh đang chảy máu mà. Tiểu Trầm Khê có chút run rẩy nói. Tô Hàng cũng cảm thấy mình khi dễ một cái tiểu nha đầu mới 8, 9 tuổi thì không tốt, có điều cậu tuyệt đối không thể mất đi nguồn cung cấp này được hắn nhẫn nại dụ dỗ nói, em gái nhỏ, em tên là gì? Em tên là Trầm Khê. Tiểu Trầm Khê cảm thấy dáng dấp của ca ca này thật đẹp mắt, đoán chừng anh ấy không phải người xấu, thế là thành thật trả lời. Trầm Khê. Thiếu niên Tô Hàng nhớ lại, cậu quay về tuổi thơ một chút, cũng không phải, tướng mạo của nha đầu này với nha đầu ôm thỏ khi mình còn bé làm sao giống nhau được, có phải ba ba của em là chủ quỷ từ thiện Trầm Hà Xuyên? Quỷ từ thiện là ma ma em phụ trách em cũng có hỗ trợ. Trầm khê sửa lại. Hừm, em giỏi quá. Phát hiện là người quen, giọng điệu của thiếu niên Tô Hàng liền nhu hòa hơn. Việc ấy, em gái nhỏ, thực ra ca ca không phải là người xấu. Tiểu trầm khê khẽ gật đầu, dáng dấp đẹp mắt như vậy thì khẳng định không phải là người xấu. Cho nên, có thể em đừng nói cho người khác biết được không, là em đã gặp qua anh rồi. Thiếu niên Tô Hàng đề nghị. Tại sao chứ? Tiểu Trầm khê khó hiểu hỏi. Vì ca ca muốn tới đây tìm đồ, nếu như em nói cho người khác biết, về sau anh không thể đến đây tìm được nữa. Thiếu niên Tô Hàng dụ dỗ nói. Em có thể để cho mọi người giúp anh tìm. Tiểu Trầm khê nhiệt tình nói. Không được, nếu em nói cho người khác biết thì anh cũng sẽ không tìm được nữa. Thiếu niên Tô Hàng cảm thấy mình sắp không bị chuyển nổi nữa rồi. Tiểu Trầm khê nghi hoặc nghiêng đầu, sau đó cô bé thấy túi rác màu đen phía sau lưng đại ca ca còn lòi ra mấy bình nước khoáng. Tiểu Trầm Khê lập tức liền hiểu, cô bé đã đi theo mama mình làm rất nhiều hoạt động từ thiện, nên đã biết có thể bán bình nước khoáng để lấy tiền, các bạn nhỏ ở cô nhi viện nếu nhặt được thì cũng sẽ đem đi bán. Thế nhưng anh đang bị thương mà. Tiểu Trầm Khê nói. Không có việc gì, một tí nữa máu sẽ ngừng lại thôi. Thiếu niên Tô Hàng nói, thì liền dùng tay áo xoa xoa lung tung. Anh đừng xoa. Tiểu Trầm Khê nói, rồi lấy một băng dán cá nhân từ trong túi mình ra, sau đó dán lên vết thương của Tô Hàng, thấy nhưng vết thương của cậu có phần lớn, nên một băng dán cá nhân không thể dán đủ được, Tiểu Trầm Khê phải dán tận ba cái mới phủ được hết vết thương, vậy sau khi ra ngoài anh nhớ phải tìm bác sĩ đấy nhé. Em sẽ không nói cho người khác chứ. Thiếu niên Tô Hàng đang nói chuyện, bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng vang. Sau khi tính toán thời gian một chút thì thiếu niên Tô Hàng cũng biết đây là ban an ninh đã thay ca xong và đang tới điều tra cậu bé sợ bị phát hiện, dường như là không suy nghĩ gì nữa, liền ôm trầm khê rút vào giữa thùng rác, dùng mấy túi rác đã được chuẩn bị trước để che kín hai người lại. Tiểu trầm khê hoảng sợ mở to hai mắt, nhưng thiếu niên sợ cô bé sẽ kêu to, nên liền che miệng cô bé lại, một tình cảnh bắt cóc rõ ràng như ban ngày. Đừng sợ. Thiếu niên tô hàng biết tiểu nha đầu khẳng định đã bị dọa, nhưng cậu chỉ có thể dùng khẩu miệng hình để động viên cô bé, một chút tiếng động cũng không dám phát ra cũng may không bao lâu sau bảo vệ cũng đã rời, Tô Hàng lập tức buông Tiểu Trầm Khê xuống, nhưng mà ai ngờ một lúc sau cứ như vậy, nước mắt của Tiểu Trầm Khê liền không ngừng rơi xuống, khiến Tô Hàng bỗng chốc lúng cuốn. Em đừng khóc, em đừng khóc. Thiếu niên Tô Hàng liền lúng cuốn, tay chân lúng cuốn dỗ dành, em muốn mách thầy cô thì cứ mách đi, về sau anh sẽ không tới nữa, em đừng khóc. Em, em sẽ không mách thầy cô đâu. Tiểu Trầm Khê nức nở nói, sau khi cô bé nói xong câu đó, tiểu nha đầu liền cũng chạy không quay đầu lại. Thiếu niên Tô Hàng nhìn bóng dáng trầm khê chạy xa, cậu bé tức giận gãi tóc tại chỗ, hối tiếc không thôi. Em đã nhớ lại rồi. Nghe đến đó, trầm khê đã nhớ ra rồi, người kia là anh sao? Em còn nhớ rõ hả? Tô Hàng kinh ngạc hỏi. Có một chút ấn tượng. Trầm khê tuyệt đối sẽ không thừa nhận, lúc trước bản thân mình chẳng qua đã cảm thấy dáng dấp của tiểu ca ca này thật đẹp, cô cũng chưa đề cập với ai về chuyện này. Vậy sau đó thì sao? Về sau anh không đi qua trường học của em nữa sao? Mặc dù Trầm Khê không mách thầy cô về chuyện này, nhưng mình cũng không đi đến đóng rác bên kia nữa, sau một thời gian dài thì cũng quên bén đi. Anh quan sát một tuần lễ, thì quy luật điều tra an ninh của trường không thay đổi, liền biết em không nói cho ai biết. Bây giờ Tô Hàng nhớ tới vẫn cảm thấy ấm áp, về sau anh cứ đến đó như thường lệ. Vậy... Từ lúc nào thì anh đã thích em? Trầm khê cau mày hỏi, lúc ấy mình mới lớn được bao nhiêu chứ? Nam nhân này sẽ không yêu trẻ con đi. Không phải. Tô Hàng lắc đầu rồi nói, không phải lúc đó em đã khóc sao? Trong lòng anh liền vô cùng ấy nấy, cho nên liền. Liền thường đứng ở cổng trường học nhìn lén em. Sau đó anh phát hiện dường như em vô cùng dễ dàng tin người khác, cho nên anh. Cho nên cái gì? Trầm khê nhớ kỹ, bởi vì được bảo vệ quá tốt, khi còn bé mình quả thật rất dễ dàng tin tưởng người khác. Mãi cho đến khi cô học cấp 2 biết được Vân Thư bởi vì lúc trước Vân Thư kém chút nữa bị bắt cóc nên mới chuyển tới đây, cô mới bắt đầu hiểu rõ về mặt khác của thế giới. Mỗi ngày anh đều ở cổng trưởng chờ em tan học, cho đến khi người nhà đến đón em, thì mới rời khỏi. Bây giờ nói lại, quả thật hắn như một tên nhìn trộm vậy. Mỗi ngày sau, Trầm Khê kinh ngạc hỏi. Hừm, mãi cho đến khi anh trở về Tô Gia, sau đó ra nước ngoài học trường trầm khê học là thẳng từ tiểu học đến cấp 3 tô hàn vẫn luôn giúp đỡ trầm khê cho đến khi hắn không thể không rời đi hết thảy bốn năm trầm khê há to miệng cô muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào vừa bởi vì biết có người yên lặng bảo vệ mình tận bốn năm mà cảm động lại vừa cảm thấy có chút quái dị anh trở về từ nước ngoài thì lại gặp em ở một bữa tiệc rượu tô hàn nói toàn bộ bữa tiệc rượu vì thân phận của ta không người nào nguyện ý muốn bắt chuyện với anh, mỗi ánh mắt nhìn qua đều là sự khinh bỉ, chỉ có khi em trông thấy anh, thì mới nở nụ cười. Trầm Khê cảm thấy lúc ấy mình nở nụ cười với Tô Hàng, khẳng định chỉ là lễ phép mà thôi. Lúc ấy em đã lên đại học, mấy năm không gặp, tiểu nha đầu bỗng nhiên biến thành một đại mỹ nữ. Tô Hàng đến nay còn nhớ rõ sự tươi đẹp đêm đó. Anh cũng không chừng nào anh đã thích em. Tô Hàng nói, có lẽ là vì lúc mỗi ngày lúc em đi học anh đều trông chừng em, có lẽ là vì sau khi trở về từ nước ngoài em cười với anh, dù sao bất tri bất giác đã thích. Bất tri bất giác, không thể cảm thấy. Tô Hàng chưa bao giờ nói những lời này với người khác, Lý Thanh Viễn cũng chỉ biết mình đã sớm biết trầm khê mà thôi, cũng không biết những quá trình này, bỗng nhiên phân tích cặn kẽ như vậy ra, Tô Hàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cho nên, cô gái mà anh thầm mến trong truyền thuyết là em rồi. Trầm khê hỏi. Ừm. Tô Hàng gật đầu vậy tại sao anh không nói sớm cho em biết một chút trầm khê tưởng tượng vô số loại phản ứng khi mình nghe được đáp này nhưng cô phản ứng vào giờ phút này đầu tiên là phẫn nộ vì chính mình ở kiếp trước anh vẫn luôn tìm cơ hội tô hàng trả lời muốn cơ hội gì chúng ta đã là vợ chồng người bên ngoài lại đều đang đồn anh thích người khác anh chưa suy nghĩ qua cảm nhận của em sao trầm khê kích động nói anh anh là đồ khốn nạn. Tô Hàng, anh là chính là tên khốn nạn. Trầm Khê không suy nghĩ sự khác nhau giữa kiếp trước và kiếp này, bây giờ cô chẳng qua cảm thấy oan ức, vì chính mình ở kiếp trước. Nếu như lúc trước Tô Hàng không đi tìm cơ hội gì, không đi tìm lý do, trực tiếp nói ra chân tướng, thì nào đâu sẽ có kết cục như vậy. Trầm Khê Trầm Khê bỗng nhiên tức giận, việc này khiến Tô Hàng bất ngờ, hắn không biết mình nói sai ở đâu. Trầm Khê không để ý tới Tô Hàng, cô đập gối ôm trong tay xuống người nam nhân rồi xoay người chạy về phía phòng ngủ tô hàng dường như hóa đá ngay tại chỗ hắn suy nghĩ thật lâu tại nguyên chỗ cũng không biết được tại sao trầm khê bỗng nhiên tức giận như vậy coi như hắn đã nói xong hết rồi cũng mới hai tháng mà thôi không tính là quá lâu mà cô ấy cũng không cần giận đến như vậy đi go sơn ngủ đồng tình kêu lên tác giả có lời muốn nói ta đã phải sửa chương này thật lâu dù sao ta cũng không viết được tốt cảm xúc biến hóa của trầm khê cuối cùng chỉ có thể viết thành như vậy ngòi bút của con cua cần thời gian trường thành rất lớn nữa khóc thúc thiết ở kiếp trước không lâu sau khi trầm khê và tô hàng cưới nhau hai người cùng tham gia một tiệc rượu nào đó sau khi tô hàng hàn huyên thì trở về đi tìm trầm khê hắn lại phát hiện trầm khê đang tán gẫu cùng vân thư bà biết rõ ánh trăng sáng trong lòng tô hàng là ai không vân thư hỏi tôi không biết trầm khê trả lời tôi cũng không quan tâm. Tôi cũng thế, quan tâm liền thể hiện quan tâm, không thì càng tốt hơn. Vân Thư bình luận. Cho nên Tô Tổng lúc đầu cũng không biết làm như thế nào để mở miệng, vẫn không nói ra. Chương 33 Ăn xong cơm tối, Trầm Khê ôm ly sứ ngồi sổng xuống ghế salon bên cạnh cây thông Noel, nhìn những bóng đèn nhỏ đang lóe lên ở phía trên, cùng các lá thông màu xanh biếc trên đủ những đồ trang trí đầy màu sắc, cô bỗng nhiên hé miệng cười một tiếng rồi quay đầu hỏi nam nhân đứng bên cạnh, anh bảo trương tẩu trang trí sao? Không phải. Trực giác Tô Hàng muốn phủ nhận, thế nhưng hắn lại nghĩ, hiện tại không cần gạt cô ấy nữa, hắn cũng đã thổ lộ rồi, dù không được tự nhiên, thế là thính tai hắn đỏ lên gật đầu, là anh. Trong lòng trầm khê ngò ngọt, ngọt, cô ngoẹo đầu ra nhìn bộ dạng ngượng ngùng của nam nhân, có chút buồn cười. Anh ngồi xuống đi. Trầm khê vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, sau đó mình cũng đổi tư thế ngồi. Tô Hàng ngồi sổng người xuống, khoanh chân ngồi bên cạnh Trầm Khê, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức Tô Hàng chỉ cần hơi di chuyển một chút đã có thể chạm đến góc áo của Trầm Khê, khiến đáy mắt nam nhân ôn nhu. Sơ ngủ với tư cách là một chú chó Labrado thiên tài thì nằm ở bên kia cây thông Noel, chú quyết định không đi qua bên kia để ba ba không chê mình nữa. Trước đó ở trấn nhỏ, có một số việc anh còn chưa nói rõ ràng, có phải bây giờ anh nên nói cho em biết không? Trầm Khê đột nhiên hỏi. Việc gì? Tô Hàng nghi ngờ nói. Anh còn nhớ rõ tối qua anh nói gì với em không? Trầm Khê nhắc nhở. Anh. Anh. Tô Hàng nhìn Trầm Khê một cái, hắn cúi đầu xuống, rồi lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn một cái, nói anh thích em. Tại sao trước đây cô không phát hiện Tô Hàng ngây thơ như thế chứ? Rõ ràng khi ở bên cạnh mình, hắn lúc nào cũng một bộ dạng nhìn lén thế này, Trầm Khê quả thực cũng bị bộ dạng vợ bé của hắn chọc cười, cô cố nén cười rồi hỏi, khi nào anh bắt đầu thích em? Tô Hàng không nghĩ tới Trầm Khê sẽ hỏi câu hỏi này, hắn khẩn trương nhìn thảm, sau khi nghĩ nghĩ thì quyết định ăn ngay nói thật, rất sớm trước đó. Quả nhiên, Trầm Khê khẽ gật đầu, rồi ra hiệu Tô Hàng tiếp tục nói. Thực ra trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi. Tô Hàng nói, có điều chắc em cũng không nhớ rõ. Vậy sao? Lúc nào thế? Trầm Khê biết trước đó mình và Tô Hàng nhất định đã gặp nhau rồi, bằng không Tô Hàng sẽ không luôn luôn thầm mến mình, chẳng qua rốt cuộc lúc nào gặp, Trầm Khê thực sự không nghĩ ra. Lúc ấy em đang học tiểu học, có thể là năm thứ hai hoặc năm thứ ba. Tô Hàng nói lúc ấy anh ở chỗ gần trường học của em. Để thu thập bình nước khoáng. Trầm Khê trừng mắt nhìn, cô cố gắng nhớ lại, thực sự không nghĩ ra được lúc mình học tiểu học và bình nước khoáng có thể có quan hệ gì. Lúc đó anh còn không có thể căn cước, đi ra ngoài làm việc thì không lấy được tiền lương cao, còn không nhặt được nhiều ve chai, cho nên anh liền thường xuyên đi khắp nơi để nhặt ve chai. Tô Hàng nói, trường của em là trường học quý tộc, điều kiện gia đình của mỗi học sinh đều rất tốt, lấy trong thùng rác ở trường học của em thì có nhiều đồ tốt nhất. Anh đã nhặt được rất nhiều thứ, hộp đựng bút mới tinh, túi sách, bút bê, trái bóng đá bị rách một chút bên ngoài, anh đều sẽ nhặt về để cho bọn nhỏ trong cô nhi viện dùng. Có lẽ hắn đã có tâm ý tương thông với Trầm Khê rồi, cho nên khi Tô Hàng nhắc lại chuyện này, hắn không tự ti như lúc ban đầu nữa. Thế nhưng an ninh của trường học chúng em hẳn phải rất tốt mới đúng, làm sao anh đi vào được? Trầm khê hỏi. Leo tường. Tô Hàng nói, vào 3 giờ chiều mỗi ngày bảo vệ ở trường em đều sẽ thay ca, lúc ấy anh sẽ leo từ bên ngoài tường vào. Vậy chúng ta đã gặp nhau lúc nào? Trầm khê hỏi. Có một lần anh đang lục lọi trong thùng rác, thì em bỗng nhiên chạy tới để đổ rác, vì sợ bị người khác phát hiện, nên anh một lòng hoảng muốn trèo ra ngoài, kết quả là vì quá bối rối, không cẩn thận rớt từ trên tường rào xuống. Nghĩ tới một màn như vậy, khiến Tô Hàng không nhịn được cười. Vậy anh không bị sao chứ, có bị thương không? Trầm Khê sốt ruột hỏi. Tô Hàng nhìn Trầm Khê, nữ nhân trước mắt cùng tiểu cô nương 10 năm trước lập tức giống nhau như đúc. Ca ca, anh không sao chứ, có bị thương không? Tiểu Trầm Khê thấy một đại ca ca rơi từ trên tường rào cao như vậy xuống, cô bé liền sợ hãi quan đồ trong tay ra rồi vội vội vàng vàng chạy tới thiếu niên tô hàng giật giật chân còn tốt chỉ trầy da xương không có vấn đề gì cũng không bị trật khớp hắn quay đầu không dám nhìn tiểu cô nương bên cạnh lại muốn đứng lên rồi trèo tiếp ca ca anh bị chảy máu rồi khắp khuôn mặt bụ bẩm của tiểu trầm khê đều là sự hoảng sợ thiếu niên tô hàng nhìn máu tươi chảy từ đầu gối xuống bắp chảy mình một chút rồi dùng ống tay áo bẩn thỉu của mình xoa xoa không thể xoa, sẽ bị nhiễm trùng đấy. Tiểu trầm khê hô to. Thiếu niên tô hàng căn bản không có ý định để ý tới nha đầu này, hắn dự định lại vượt tường để trèo ra. Em sẽ đi tìm bác sĩ tỷ tỷ đến, cà ca ngươi chờ em một chút. Tiểu trầm khê chỉ biết khi bị thương thì phải tìm thầy thuốc. Bác sĩ, nếu để cho trường học biết mỗi ngày mình đều leo tường vào đây để nhặt ve chai, như vậy về sau mình khẳng định sẽ rốt cuộc không vào được nữa. Suy nghĩ cẩn thận việc này, thiếu niên Tô Hàng nhanh chóng quay người lại, cậu đuổi theo để kéo bàn tay nhỏ bụ bẩm của Trầm Khê rồi dữ dằn nói, em không được đi. Thế nhưng anh đang chảy máu mà. Tiểu Trầm Khê có chút run rẩy nói. Tô Hàng cũng cảm thấy mình khi dễ một cái tiểu nha đầu mới 8, 9 tuổi thì không tốt, có điều cậu tuyệt đối không thể mất đi nguồn cung cấp này được. Hắn nhẫn nại dụ dỗ nói, em gái nhỏ, em tên là gì? Em tên là Trầm Khê. Tiểu Trầm Khê cảm thấy dáng dấp của ca ca này thật đẹp mắt, đoán chừng anh ấy không phải người xấu, thế là thành thật trả lời. Trầm Khê Thiếu niên Tô Hàng nhớ lại, cậu quay về tuổi thơ một chút, cũng không phải, tướng mạo của nha đầu này với nha đầu ôm thỏ khi mình còn bé làm sao giống nhau được, có phải ba ba của em là chủ quỷ từ thiện Trầm Hà Xuyên? Quỷ từ thiện là ma ma em phụ trách, em cũng có hỗ trợ. Trầm Khê sửa lại Hừm, em giỏi quá Phát hiện là người quen, giọng điệu của thiếu niên Tô Hàng liền nhu hòa hơn, việc ấy, em gái nhỏ, thực ra ca ca không phải là người xấu. Tiểu Trầm Khê khẽ gật đầu, dáng dấp đẹp mắt như vậy thì khẳng định không phải là người xấu. Cho nên, có thể em đừng nói cho người khác biết được không, là em đã gặp qua anh rồi. Thiếu niên Tô Hàng đề nghị. Tại sao chứ? Tiểu Trầm Khê khó hiểu hỏi. Vì ca ca muốn tới đây tìm đồ, nếu như em nói cho người khác biết, về sau anh không thể đến đây tìm được nữa thiếu niên tô hàng dụ dỗ nói. Em có thể để cho mọi người giúp anh tìm. Tiểu Trầm khê nhiệt tình nói. Không được, nếu em nói cho người khác biết thì anh cũng sẽ không tìm được nữa. Thiếu niên tô hàng cảm thấy mình sắp không bị chuyển nổi nữa rồi. Tiểu Trầm khê nghi hoặc nghiêng đầu, sau đó cô bé thấy túi rác màu đen phía sau lưng đại ca ca còn lòi ra mấy bình nước khoáng. Tiểu Trầm khê lập tức liền hiểu, cô bé đã đi theo ma ma mình làm rất nhiều hoạt động từ thiện, nên đã biết có thể bán bình nước khoáng để lấy tiền, các bạn nhỏ ở cô nhi viện nếu nhặt được thì cũng sẽ đem đi bán. Thế nhưng anh đang bị thương mà. Tiểu Trầm Khê nói. Không có việc gì, một tí nữa máu sẽ ngừng lại thôi. Thiếu niên Tô Hàng nói, thì liền dùng tay áo xoa xoa lung tung. Anh đừng xoa. Tiểu Trầm Khê nói, rồi lấy một băng dán cá nhân từ trong túi mình ra, sau đó dán lên vết thương của Tô Hàng, thấy nhưng vết thương của cậu có phần lớn, nên một băng dán cá nhân không thể dán đủ được, tiểu trầm khê phải dán tận ba cái mới phủ được hết vết thương, vậy sau khi ra ngoài anh nhớ phải tìm bác sĩ đấy nhé. Em sẽ không nói cho người khác chứ. Thiếu niên Tô Hàng đang nói chuyện, bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng vang, sau khi tính toán thời gian một chút thì thiếu niên Tô Hàng cũng biết đây là ban an ninh đã thay ca xong và đang tới điều tra. Cậu bé sợ bị phát hiện, dường như là không suy nghĩ gì nữa, liền ôm trầm khê rút vào giữa thùng rác dùng mấy túi rác đã được chuẩn bị trước để che kín hai người lại. Tiểu Trầm Khê hoảng sợ mở to hai mắt, nhưng thiếu niên sợ cô bé sẽ kêu to, nên liền che miệng cô bé lại, một tình cảnh bắt cóc rõ ràng như ban ngày. Đừng sợ. Thiếu niên Tô Hàng biết tiểu nha đầu khẳng định đã bị dọa, nhưng cậu chỉ có thể dùng khẩu miệng hình để động viên cô bé, một chút tiếng động cũng không dám phát ra. Cũng may không bao lâu sau bảo vệ cũng đã rời, Tô Hàng lập tức buông tiểu Trầm Khê xuống, nhưng mà ai ngờ một lúc sau cứ như vậy, nước mắt của tiểu trầm khê liền không ngừng rơi xuống, khiến tô hàng bỗng chốc luống cuốn. Em đừng khóc, em đừng khóc. Thiếu niên tô hàng liền luống cuốn, tay chân luống cuốn dỗ dành, em muốn mách thầy cô thì cứ mách đi, về sau anh sẽ không tới nữa, em đừng khóc. Em, em sẽ không mách thầy cô đâu. Tiểu trầm khê nức nở nói, sau khi cô bé nói xong câu đó, tiểu nha đầu liền chạy không quay đầu lại. Thiếu niên tô hàng nhìn bóng dáng trầm khê chạy xa, cậu bé tức giận gãi tóc tại chỗ, hối tiếc không thôi. Em đã nhớ lại rồi. Nghe đến đó, Trầm Khê đã nhớ ra rồi, người kia là anh sao? Em còn nhớ rõ hả? Tô Hàng kinh ngạc hỏi. Có một chút ấn tượng. Trầm Khê tuyệt đối sẽ không thừa nhận, lúc trước bản thân mình chẳng qua đã cảm thấy dáng dấp của tiểu ca ca này thật đẹp, cô cũng chưa đề cập với ai về chuyện này. Vậy sau đó thì sao? về sau anh không đi qua trường học của em nữa sao? Mặc dù Trầm Khê không mách thầy cô về chuyện này, nhưng mình cũng không đi đến đóng rác bên kia nữa, sau một thời gian dài thì cũng quên bén đi. Anh quan sát một tuần lễ, thì quy luật điều tra an ninh của trường không thay đổi, liền biết em không nói cho ai biết. Bây giờ Tô Hàng nhớ tới vẫn cảm thấy ấm áp, về sau anh cứ đến đó như thường lệ. Vậy, từ lúc nào thì anh đã thích em? Trầm Khê cau mày hỏi, lúc ấy mình mới lớn được bao nhiêu chứ, nam nhân này sẽ không yêu trẻ con đi. Không phải. Tô Hàng lắc đầu rồi nói, không phải lúc đó em đã khóc sao? Trong lòng anh liền vô cùng ấy nấy, cho nên liền. Liền thường đứng ở cổng trường học nhìn lén em. Sau đó anh phát hiện dường như em vô cùng dễ dàng tin người khác, cho nên anh. Cho nên cái gì? Trầm khê nhớ kỹ, bởi vì được bảo vệ quá tốt, khi còn bé mình quả thật rất dễ dàng tin tưởng người khác mãi cho đến khi cô học cấp 2 biết được Vân Thư bởi vì lúc trước Vân Thư kém chút nữa bị bắt cóc nên mới chuyển tới đây, cô mới bắt đầu hiểu rõ về mặt khác của thế giới. Mỗi ngày anh đều ở cổng trưởng chờ em tan học, cho đến khi người nhà đến đón em, thì mới rời khỏi. Bây giờ nói lại, quả thật hắn như một tên nhìn trộm vậy. Mỗi ngày sau, Trầm Khê kinh ngạc hỏi. Hừng, mãi cho đến khi anh trở về Tô Gia, sau đó ra nước ngoài học. Trường Trầm Khê học là thẳng từ tiểu học đến cấp 3, Tô Hàng vẫn luôn giúp đỡ Trầm Khê, cho đến khi hắn không thể không rời đi, hết thảy 4 năm. Trầm Khê há to miệng, cô muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, vừa bởi vì biết có người yên lặng bảo vệ mình tận 4 năm mà cảm động, lại vừa cảm thấy có chút quái dị. Anh trở về từ nước ngoài, thì lại gặp em ở một bữa tiệc rượu. Tô Hàng nói, toàn bộ bữa tiệc rượu, vì thân phận của ta, không người nào nguyện ý muốn bắt chuyện với anh, mỗi ánh mắt nhìn qua đều là sự khinh bỉ, chỉ có khi em trông thấy anh, thì mới nở nụ cười. Trầm Khê cảm thấy lúc ấy mình nở nụ cười với Tô Hàng, khẳng định chỉ là lễ phép mà thôi. Lúc ấy em đã lên đại học, mấy năm không gặp, tiểu nha đầu bỗng nhiên biến thành một đại mỹ nữ. Tô Hàng đến nay còn nhớ rõ sự tươi đẹp đêm đó. Anh cũng không chừng nào anh đã thích em. Tô Hàng nói, có lẽ là vì lúc mỗi ngày lúc em đi học anh đều trông chừng em, có lẽ là vì sau khi trở về từ nước ngoài em cười với anh, dù sao bất tri bất giác đã thích. Bất tri bất giác, không thể cảm thấy. Tô Hàng chưa bao giờ nói những lời này với người khác, Lý Thanh Viễn cũng chỉ biết mình đã sớm biết trầm khê mà thôi, cũng không biết những quá trình này, bỗng nhiên phân tích cặn kẽ như vậy ra, Tô Hàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cho nên, cô gái mà anh thầm mến trong truyền thuyết là em rồi. Trầm khê hỏi. Ừm. Tô Hàng gật đầu vậy tại sao anh không nói sớm cho em biết một chút trầm khê tưởng tượng vô số loại phản ứng khi mình nghe được đáp này nhưng cô phản ứng vào giờ phút này đầu tiên là phẫn nộ vì chính mình ở kiếp trước anh vẫn luôn tìm cơ hội tô hàng trả lời muốn cơ hội gì chúng ta đã là vợ chồng người bên ngoài lại đều đang đồn anh thích người khác anh chưa suy nghĩ qua cảm nhận của em sao trầm khê kích động hỏi anh anh là đồ khốn nạn Tô Hàng, anh là chính là tên khốn nạn. Trầm Khê không suy nghĩ sự khác nhau giữa kiếp trước và kiếp này, bây giờ cô chẳng qua cảm thấy oan ức, vì chính mình ở kiếp trước. Nếu như lúc trước Tô Hàng không đi tìm cơ hội gì, không đi tìm lý do, trực tiếp nói ra chân tướng, thì nào đâu sẽ có kết cục như vậy. Trầm Khê Trầm Khê bỗng nhiên tức giận, việc này khiến Tô Hàng bất ngờ, hắn không biết mình nói sai ở đâu. Trầm Khê không để ý tới Tô Hàng, cô đập gối ôm trong tay xuống người nam nhân rồi xoay người chạy về phía phòng ngủ tô hàng dường như hóa đá ngay tại chỗ hắn suy nghĩ thật lâu tại nguyên chỗ cũng không biết được tại sao trầm khê bỗng nhiên tức giận như vậy coi như hắn đã nói xong hết rồi cũng mới hai tháng mà thôi không tính là quá lâu mà cô ấy cũng không cần giận đến như vậy đi go sơn ngủ đồng tình kêu lên tác giả có lời muốn nói ta đã phải sửa chương này thật lâu dù sao ta cũng không viết được tốt cảm xúc biến hóa của trầm khê cuối cùng chỉ có thể viết thành như vậy ngòi bút của con cua cần thời gian để trưởng thành rất lớn nữa khóc thúc thiết ở kiếp trước không lâu sau khi trầm khê và tô hàng cưới nhau hai người cùng tham gia một tiệc rượu nào đó sau khi tô hàng hàn huyên thì trở về đi tìm trầm khê hắn lại phát hiện trầm khê đang tán gẫu cùng vân thư bà biết rõ ánh trăng sáng trong lòng tô hàng là ai không vân thư hỏi tôi không biết Trầm Khê trả lời, tôi cũng không quan tâm. Tôi cũng thế, quan tâm liền thể hiện quan tâm, không thì càng tốt hơn. Vân Thư bình luận. Cho nên Tô Tổng lúc đầu cũng không biết làm như thế nào để mở miệng, vẫn không nói ra. Chương 34 Sáng sớm thứ hai, Tô Hàng cả đêm không ngủ được, hắn bóp bóp cổ, thay xong quần áo thì ra khỏi phòng, rồi lại nhìn cẩn thận về phía lầu hai. Mỗi ngày vào lúc này, Trầm Khê sẽ xuống lầu để cùng mình chạy bộ sáng sớm tiên sinh, sớm. Trương Tẩu cầm một bát thức ăn cho sơ ngủ đi từ phòng bếp ra. Khụ, sớm. Tô Hàng lập tức đứng thẳng người rồi chững chạc trả lời. Chờ Trương Tẩu ra khỏi cửa phòng khách, Tô Hàng lại tiếp tục nhìn về phía lầu 2, cặp mắt hắn nhìn chầm chầm đầu bậc thang không động đậy, rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lại không thu hồi lại được. Trương Tẩu chờ sơ ngủ ăn xong ở bên ngoài, trước sau đại khái mất khoảng 15 phút, lúc bà cầm bát trở về thì vẫn thấy tiên sinh nhà đứng tại chỗ, giống như ngài ấy vẫn chưa từng thay đổi tư thế một lần thế là bà nghi ngờ hỏi ngày hôm nay tiên sinh không chạy bộ sáng sớm sao đi tôi đi ngay tô hàng nói xong liền đi ra ngoài cửa lúc đi tới cửa hắn không nhịn được mà quay đầu nhìn nhưng đáng tiếc hắn vẫn không thấy bất cứ thứ gì như cũ tô hàng bất đắc dĩ chỉ có thể một mình cô đơn đi ra ngoài chạy bộ tuyến đường mà tô hàng thường ngày chạy bộ là rẽ trái rồi sẽ chạy đến con đường nhỏ có cây bạch quả ở trên núi nhưng ngày hôm nay hắn lại sự phương hướng đi ra ngoài trực tiếp rẽ phải, rồi chạy xuống núi. Tô Hàng nhớ kỹ, phía trước cách nơi này một đoạn, có một tiệm hoa. Tô Hàng chắc sơ ngủ theo, một người một chó hưng phấn chạy xuống núi, chạy 20 phút rồi lại mất mười mấy phút mới tìm được tiệm hoa kia, nhưng đáng tiếc vì quá sớm nên tiệm hoa chưa mở cửa. Tô Hàng thấy trên cửa thủy tinh có viết số điện thoại của chủ tiệm, dường như không có chút do dự, hắn liền bấm điện thoại để gọi cho đối phương. Người nghe là một nữ nhân, nghe giọng nói thì tuổi không lớn lắm, trong giọng nói tràn đầy sự không kiên nhẫn khi bị đánh thức. Ai đó, sáng sớm, có để người khác ngủ hay không? Tô Hàng dừng một giây rồi nói, tôi cần một bó hoa hồng. Cuối cùng, Tô Hàng phải trả giá tiền gấp 3 lần giá tiền mới mua được một bó hoa hồng, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, bình thường lúc này hai người cũng đã đang ăn điểm tâm, Tô Hàng sợ trầm khê chờ hắn, nên liền đưa tay vẫy một chiếc taxi. Tài xế taxi thấy một người một chó lên xe thì cũng thôi, nhưng đối phương vừa báo địa chỉ, chẳng phải chỉ cách một đoạn núi rẻ thôi sao? Tài xế, phiền ngài nhanh lên, vợ tôi còn chờ tôi về ăn cơm nữa. Tôi Hàng thúc giục trầm khê, nhưng tại sao anh còn thêm vế sau làm gì? Go! Sơ ngủ cũng kêu một tiếng. Tài xế bị cưỡng ép một mặt quay đầu xe, dùng không đến 5 phút đồng hồ để đưa người đến cửa biệt thự, trước khi đi còn lắc đầu cảm thán. bây giờ kẻ có tiền, có phải không đi xe thì cũng sẽ không đi bộ phải không đây? Tô Hàng nhìn bó hoa hồng được gói tuyệt đẹp trong tay mình một hồi, hắn nghĩ khi gặp được Trầm Khê, thì nhất định phải xin lỗi, mặc dù hắn đã suy nghĩ một đêm cũng không hiểu được bản thân mình đã sai ở chỗ nào, nhưng những việc đó đều không quan trọng. Tiên sinh trở về rồi. Trương Tẩu đang bày chén đổ ra vườn ngẩng đầu đã nhìn thấy Tô Hàng đang cầm một bó hoa hồng, bà cười rồi nói, sáng sớm tiên sinh còn mua hoa hồng để phu nhân ngạc nhiên đây mà. Hụ! Phu nhân dậy chưa? Tô Hàng hơi ngượng ngùng hỏi phu nhân đã ra ngoài rồi. Trương Tẩu đáp lại. Ra ngoài. Tô Hàng không thể tin. Hừm, ngài ấy ra ngoài sau ngài có mấy bước chăng thôi, ngài ấy nói đi tìm Vân Tiểu Thư, đoán chừng phải tới tối thì mới trở về. Trương Tẩu nói xong thì đi đến bên cạnh Tô Hàng, tiên sinh đưa hoa cho tôi đi, tôi giúp ngài cắm, đợi buổi tối phu nhân trở về thì có thể trông thấy rồi. Tô Hàng sững sờ đưa hoa trong tay cho Trương Tẩu, vui mừng dạt dào liền hóa thành bọt nước mất mát ngay tại chỗ trương tẩu tìm bình hoa để cắm hoa xong trở lại phòng khách thì thấy tô hàng còn đang sững sờ trước bàn ăn bà không nhịn được mà nói tiên sinh ăn điểm tâm đi tí nữa sẽ nguội tô hàng dường như mới hồi phục tinh thần lại hắn hoàn toàn không có hứng thú nhìn lướt qua bữa sáng nóng hổi trên bàn ăn tôi không ăn sẽ đi làm trễ nói xong tô hàng liền trở về phòng tắm xong thay quần áo chuẩn bị đi làm trước khi ra cửa trương tẩu còn cầm một hộp cơm vội vội vàng vàng đuổi theo đưa cho tô hàng trước khi xe khởi động, rồi nói, tiên sinh, tôi đã gói cho ngài một bát cháo với bánh bao, lúc không bận rộn thì ngài có thể ăn. Cảm ơn. Tô hàng nhận lấy hộp dự ấm, tiện tay đặt trên ghế lái phụ, từ thế kia hiển nhiên cũng không có tâm tư để ăn. Đưa xong bữa sáng, trương tẩu trở về nhà, dọn dẹp bàn ăn xong liền vội vàng làm những việc khác, bận rộn cho tới trưa bà mới giật mình nghĩ tới một chuyện, bà quăng khăn lau trong tay rồi hô, ai nha, mình quên nói với tiên sinh là, việc đóng gói bữa sáng là do phu nhân phân phó rồi. Thì ra vào buổi sáng, Trầm Khê đã sớm dậy, chẳng qua cô còn đang khó chịu, không nghĩ tới phản ứng của Tô Hàng. Mặc dù cô biết bây giờ Tô Hàng có chút quan ủng, nhưng hắn không chịu trách nhiệm thì cũng không ai có thể chịu. Cô vẫn luôn chờ Tô Hàng đi ra ngoài chạy bộ, Trầm Khê mới xuống lầu, nghĩ thừa dịp hắn không ở đây, liền ra cửa trước. Chỉ là đi tới cửa, nghĩ đến thói quen nhất định phải có mình mới ăn điểm tâm của nam nhân, Trầm Khê do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói với Trương Tẩu một câu, nếu tiên sinh không kịp ăn điểm tâm, bà liền đóng gói cho anh ấy đi. 12 giờ trưa, Phương Vũ bưng một hộp thức ăn đi nhanh vào văn phòng tổng giám đốc rồi nói, bố, cơm trưa ngày hôm nay, bò lúc lắc. Bố Tô đang nhìn di động đến ngẩn người, dường mắt liếc nhìn Phương Vũ, lập tức ném một chiếc chìa khóa xe qua rồi phân phó, đi mang hộp đựng cơm trong xe tôi lên. Thế là Phương Vũ chỉ có thể xuống bãi đầu xe dưới đất để lấy bát cháo đã sớm nguội lạnh với bánh bao kia để trong lò vi sóng quay vòng vòng, đưa cho bốt nhà mình, cũng chứng kiến được tướng ăn một mặt ngay dại của hắn. Mà bên kia Trầm Khê đang cùng Vân Thư ăn cơm trưa vui vẻ ở một nhà hàng tỉnh mịch nào đó. Bà nói là, hôm qua khi Tô Hàng thổ lộ tình cảm nồng nàn với bà, thì bà lại mắng hắn là tên khốn. Vân Thư không thể tin hỏi. Ừm. Trầm Khê gật đầu. Nguyên nhân là ánh trăng sáng mà hắn thầm mến bao nhiêu năm là bản thân bà. Vân Thư tiếp tục tìm chứng cứ. Ừm. Trầm khê khẽ gật đầu, lại có chút ngượng ngùng nói, có phải bà cảm thấy tôi có vẻ giả bộ hay không? Ê! Vân Thư nói, phản ứng này của bà có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bà thật sự hy vọng ánh trăng sáng trong lòng hắn là một người hoàn toàn khác sao? Trầm khê điên cuồng lắc đầu. Cái này không phải. Vân Thư uống một hụng hước trái cây. Tôi chỉ hơi tức giận một chút. Bà nghĩ xem, nếu hắn vẫn luôn không nói, sau đó tôi lại vẫn cho hắn thích người khác, vậy cuộc hôn nhân của chúng tôi chắc chắn cuối cùng sẽ không có kết quả gì tốt. Trầm Khê nói. Cũng đúng. Vân Thư tưởng tượng một chút, cuối cùng đánh giá, thật là thảm kịch của nhân gian. Cho nên tôi mới tức giận đấy. Trầm Khê tức giận đâm thẳng ống hút. Vậy bà cứ tức giận đi. Mặc dù Vân Thư cảm thấy Tô Hàng dùng hai tháng để nói ra chân tướng thực ra cũng không tính là quá muộn, dù sao không phải còn quá trình để mở miệng sao? Nhưng mà mình lại là khuê mật của Trầm Khê, nên cô nàng kiên quyết không thể nói ra ngoài mặt. Bà cảm thấy tức giận bao lâu sẽ phù hợp? Trầm Khê hỏi. "Ừm." Vân Thư vừa uống nước trái cây vừa tính toán. Bà cảm thấy năm này thì đủ không? Trầm Khê vươn ra năm đầu ngón tay với khuê mật. "Ha." Vân Thư không nhịn được mà phun hết toàn bộ nước trái cây ra cô nàng vừa bối rối dùng khăn ăn giấy lau cho mình, vừa than thở nói, đều nói trí thông minh của người đang yêu thường là bằng không, tôi có thể nhìn thấy được, bà đúng là ấu trĩ nha. Trầm khê biểu môi, thực ra cô cũng biết, ở kiếp trước kết cục của hai người không phải trách nhiệm của một mình tô hàng, nếu như mình lúc trước có thể giống như bây giờ mà bao dung hay chủ động nhiều hơn một chút, hai người có lẽ sẽ không có kết cục như vậy. Nhưng trầm khê vẫn tức, mà còn chỉ trách trên người tô hàng, dù sao hắn phải chịu chủ yếu trách nhiệm, ai bảo hắn thích mình mà lại không nói. Vân Thư cũng coi đã nhìn ra, khuê mật nhà mình chỉ giả bộ, căn bản không có tức giận thật, còn đang mừng thầm trong lòng kia. Thế là cô nàng cũng không còn xoắn suýt, mà tiếp tục ăn lấy cơm trưa của mình. Không nói tôi, bà gần đây thế nào? Trầm Khê cũng cảm thấy mình rất xoắn suýt. Tô. Vân Thư nói, vẫn như thế, à đúng rồi, hình như tôi còn có thêm một đứa em trai. Mẹ kế của bà. Trầm Khê dường như nhớ lại hình như có chuyện như thế. Không sai, nghe nói mẹ kế của tôi rốt cuộc mang thái một cậu bé. Vân Thư châm chọc, bây giờ tôi về nhà một lần, cô ta liền cứ nhìn ta chầm chầm như phòng trọng vậy, giống như là tôi sẽ hại cô ta lắm ấy. Vậy bác Vân có thái độ gì? Ma ma của Vân Thư bị bệnh qua đời lúc Vân Thư đang học trung học, bác Vân qua mấy năm, mới tái giá cưới một nữ minh tinh trẻ, chỉ lớn hơn Vân Thư 5 tuổi gia dạ mới có con đương nhiên là vui vẻ rồi. Vân Thư châm chọc, chẳng qua vui vẻ thì cứ vui vẻ đi, cuối cùng công ty vẫn là của tôi với Vân Hành thôi, cha tôi cũng hồ đồ quá, cũng liền vui gần chết như mẹ kế của tôi vậy. Vân Hành là em trai của Vân Thư. Nhìn như vậy, mẹ kế của bà thật ra cũng rất đáng thương. Trầm khê nói. Nhưng cô ta không cảm thấy như vậy. Vân Thư cười rồi nói, cha tôi yêu cô ta vì cô ta trẻ tuổi lại xinh đẹp. Còn cô ta thì yêu tiền của cha tôi, ngoại trừ tình yêu, cô ta còn hạnh phúc hơn những người xung quanh nhiều. Chẳng qua. Vân Thư nhìn rồi nói với Trầm Khê, tôi không thiếu tiền, về sau nếu tôi không tìm được người mình thích, liền tìm một người thích tôi là được. Không phải bà thích thương. Trầm Khê hỏi một nửa liền ngừng, cô cảm thấy mình hỏi vấn đề này thì dường như có chút không thích hợp. Thương học trưởng. Vân Thư không thèm để ý chút nào nói, tôi quyết định không thích anh ta nữa. Tại sao? Trầm Khê lúc này là kinh ngạc thật. Gần đây tôi suy nghĩ nghiêm túc một chút thì lại cảm thấy mình dường như cũng không thích anh ta như trong tưởng tượng vậy." Vân Thư nói. Chẳng biết tại sao, nghe Vân Thư nói như vậy, Trầm Khê nhẹ nhàng thở dài một hơi, không có cùng với Thương học trưởng, như vậy Vân Thư cuối cùng có lẽ sẽ ở bên cạnh Kinh Phi rồi. Nhớ tới ở kiếp trước, Vân Thư mặc một bộ lễ phục đính đầy hoa tươi, đứng trên đài cao, nở nụ cười sáng rỡ đến chói mắt, khiến Trầm Khê không nhịn được mà cong khóe miệng lên cô giơ cốc trái cây đang uống một nửa lên rồi nói với vân thư Hằng ni tin tôi đi mùa xuân của bà sắp đến rồi nói nhảm sang năm sẽ không có mùa xuân nữa rồi vân thư ghét bỏ nâng chén đụng một cái với trầm khê sau khi tách ra với vân thư trầm khê lại đi một chuyến tới quán cà phê cuối cùng ôm một đống tư liệu trở về nhà trầm thì mắc nợ một đống đã không có tài chính dư thừa để quăng vào quỹ từ thiện trầm khê muốn mở rộng kinh doanh quán cà phê để xem có thể chuyển một chút tiền từ thiện cho quỹ hay không, cho nên mới cầm một đống tư liệu trở về. Phu nhân trở về rồi. Trương Tẩu thấy Trầm Khê về liền nói. Trở về. Trầm Khê gật đầu. Phu nhân, hoa hồng trên bàn là do tiên sinh sáng sớm ra ngoài mang về. Trương Tẩu thấy Trầm Khê đi đến bên cạnh bàn, liền cười rồi giải thích. Trầm Khê sững sờ, quay đầu liếc nhìn hoa hồng đã có chút yếu sự ủ rũ trên bàn, hình dạng ủ rũ kia, giống như thấy được nam nhân ôm hoa về không gặp được mình buổi sáng. Còn có, sáng nay tiên sinh quả nhiên không có ăn điểm tâm, tôi theo phân phó của ngài mà gói cho tiên sinh rồi." Trương Tẩu tiếp tục báo cáo. Trầm Khê nhịn một chút, cuối cùng khóe miệng vẫn không nhịn được cười, cô xoay người ra vẻ lạnh lùng nói, "Con đã biết." "Đúng rồi Trương Tẩu, tí nữa con sẽ không xuống cơm, bà làm một bát mì cho con là được." Trầm Khê nói xong liền đi lên lầu. Trương Tẩu mặc dù kỳ quái nhưng vẫn trở về phòng bếp là một tô mì, vừa bưng bát đi ra ngoài, tô hàng đã trở về. Tô hàng nhìn tô mì trong tay trương tẩu, theo phản xạ có điều kiện nói, phu nhân không trở về ăn cơm sao? Hình như mình phát hiện thái thái và tiên sinh cùng có một phương pháp nào đó rồi. Tác giả có lời muốn nói, trầm khê, ngày hôm nay tôi không trở về ăn cơm. Tô hàng, trương tẩu, tùy tiện nấu một tô mì đi. Chương 35, không cần xin lỗi. Edit hạ yến lời editor nếu ai thấy mình edit chỗ nào không đúng thì báo mình nha mình sẽ sửa ngay do máy tính mình có vấn đề nên nhiều chỗ sẽ có trục trặc mong mọi người thông cảm trầm khê lại không để ý tới hắn một đêm nữa tối hôm qua mình nghe theo trương tẩu mà bưng mì tự mình đưa qua cho trầm khê cuối cùng chỉ nhận được một lời cảm ơn không hề chập trùng cùng tiếng đóng cửa dứt khoát từ cô ấy hình như cô ấy càng tức giận hơn rồi mình phải làm sao bây giờ tô hàng bực bội trằn trọc trong phòng nửa đêm trời còn chưa sáng, hắn đã ngồi ở phòng khách nhìn lầu hai đến ngẩn người. Loại cảm giác này thật sự là quá tra tấn người rồi. Xoạt xoạt. Chợt nghe tiếng mở cửa, tô hàng theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía sau, thì chỉ thấy trương tẩu đang xách theo một giỏ đồ ăn đi từ cửa chính vào. Tiên sinh, hôm nay ngài dậy sớm như vậy sao? Trương tẩu kinh ngạc nói. Ừ, tôi đi chạy bộ sáng sớm đây. Tô hàng nói xong, liền đứng lên muốn đi ra ngoài. Trương Tẩu sững sờ nhìn tiên sinh đi đến giá đỡ giày để thay giày chạy bộ xong, mắt nhìn thấy hắn vừa muốn đi ra, bà thực sự không nhịn được mà lên tiếng hỏi, tiên sinh, ngài không thay quần áo sao? Tô Hàng cúi đầu nhìn, thì chỉ thấy mình còn đang mặc bộ áo ngủ màu xanh nhạt, còn có đôi giày thể thao màu trắng vừa được thay xong dưới bộ áo ngủ. Tô Hàng lập tức xấu hổ ho một tiếng rồi yên lặng trở về phòng thay quần áo. Trương Tẩu nhìn gian phòng của tiên sinh một chút, lại ngẩng đầu nhìn lầu hai, bà bất đắc dĩ thở dài. Trái ngược với Tô Hàng đang bị hốt hoảng, Trầm Khê lại ngủ ngon cả đêm. Chẳng qua là bởi vì tối hôm qua xem bản báo cáo đến quá muộn, cho nên sáng sớm hôm nay cô dậy trễ. Khi Trầm Khê dậy nhìn thời gian, thì đã là 8 giờ rưỡi, cô sợ hãi đến nỗi ngồi dậy ngay, nghĩ đến lúc này Tô Hàng có lẽ còn đang dưới lầu chờ mình. Cũng không kịp rửa mặt cùng đội áo ngủ, vội vội vàng vàng mang dép rồi vọt tới cửa phòng, khi tay nắm chặt tay nắm cửa, cô mới giật mình nhớ ra. Mình còn đang tức giận với Tô Hàng mà, làm gì phải quan tâm hắn có ăn điểm tâm hay không chứ, cứ để hắn chờ đợi đi. Thế là chờ Trầm Khê thu dọn xong, lúc cô xuống lầu lần nữa thì đã là 9 giờ. Cô chột dạ liếc nhìn xuống ở góc rẽ lầu hai, thấy trên bàn ăn không có bóng dáng của nam nhân, lại chuyển ánh mắt tới ghế sofa. Go. Sơ Ngủ ngửi thấy mùi của mama, liền kích động kêu một gâu gâu một trận. Suỵt. Trầm Khê giật nảy mình, vội vàng ra hiệu Sơ Ngủ yên tĩnh, dùng sức xua tay sơ ngủ tưởng ma ma đang gọi nó, lập tức vô cùng hưng phấn, đứng từ trên mặt thảm lên, rồi đạp đạp chạy lên lầu. Trầm khê không kịp ngăn cản, cô chỉ có thể yên lặng nhìn sơ ngủ chạy đến trước mắt mình, cuối cùng lại thua dưới biểu cảm đáng yêu của nó. Phu nhân, ngài dậy rồi. Trương Tẩu nghe được tiếng kêu thì đi từ phòng bếp ra. À, vâng ạ. À. Trầm khê chẳng biết vì sao mình lại có chút bối rối. Vậy ngài xuống ăn điểm tâm đi, tôi đã giúp ngài làm nóng đồ ăn rồi. Trương Tẩu nói. Được. Trầm Khê chắc Sơ ngủ đi xuống lầu dưới, cô nhìn xung quanh một lần, cũng không thấy bóng dáng của tô hàng đâu, có chút kỳ quái cúi đầu hỏi Sơ ngủ, bà ba con đâu? Gâu. Sơ ngủ nghe thấy từ ba ba liền không nhịn được mà gâu một tiếng. Tiên sinh đã đi đến công ty làm rồi. Trương Tẩu bưng điểm tâm từ phòng bếp ra, cũng không biết có phải bà đã nghe thấy Trầm Khê hỏi Sơ ngủ hay không, chỉ thuận miệng nói tiếp khụ con đã biết trầm khê có chút mất tự nhiên ngồi ở bên cạnh bàn ăn cô dùng chiếc đũa gấp một cái bán bao hấp lên rồi bắt đầu ăn ừm bánh bao nhân sữa trứng mùi vị thật thơm hôm nay tiên sinh lại không ăn điểm tâm rồi trương tẩu không nhịn được nói thật thật sao ạ à? trầm khê hỏi nói vậy bà có gói cho anh ấy không ạ à? tôi đã gói cho tiên sinh rồi trương tẩu trả lời ồ gói là được rồi trương tẩu quan sát vẻ mặt của trầm khê một chút phát hiện phu nhân quả nhiên vẫn quan tâm tới tiên sinh thế là bà lại không nhịn được mà lắm miệng nói khi tiên sinh ra ngoài thì ngài ấy còn để lại một câu nói lời gì ạ à? chắc lại là xin lỗi chứ gì tiên sinh nói nếu ngài tạm thời không muốn nhìn thấy ngài ấy ngài ấy có thể đi ra ngoài sớm trở về trễ giờ để ngài không cần luôn tự giam mình trong phòng nữa trương tẩu nói lúc nào mà trầm khê nháy nháy mắt chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân bản thân mình bận bịu xem tài liệu tối qua rồi dậy trễ vào buổi sáng sau phu nhân hai người cãi nhau sao trương tẩu hỏi không có đâu ạ à? bị người khác nhìn ra trầm khê có vẻ vô cùng không tự nhiên mà vội vàng phủ nhận phu nhân tôi vốn chỉ là một người làm thuê không nên nói nhiều như vậy nhưng tôi thấy tiên sinh thật sự quá đáng thương trương tẩu nói cho nên nếu như tiên sinh không phạm phải sai lầm lớn, thì ngài hãy tha thứ cho ngài ấy đi. Anh ấy đáng thương thế nào ạ? À? Chẳng phải mình chỉ không ăn cùng điểm tâm với hắn thôi mà. Mình còn để cho người khác gói đồ ăn cho hắn nữa. Tôi nhìn sắc mặt của tiên sinh, chắc ngài ấy đã không ngủ ngon vài ngày rồi. Trương Tẩu nói, khi tôi đến sớm, tiên sinh đã mặc đồ ngủ ngồi ở ghế sofa ngẩn người nhìn phòng của ngài. Cái gì mà mấy ngày không ngủ chứ, không phải cũng chỉ mới hai ngày thôi sao? nhìn gian phòng của mình đến ngẩn người mỗi ngẩn người thì làm được gì chỉ biết ngấm ngầm nỗ lực vậy mà không biết bày tỏ đồ đần độn trầm khê tức giận hung hăng cắn một miếng bánh bao trương tẩu thấy sắc mặt của phu nhân đột nhiên biến thành dữ tơn bà chợt cảm thấy mình đã gây trở ngại liền rút lui ánh mắt tiên sinh trương tẩu có lỗi với ngài trong văn phòng tổng giám đốc ở tô thị phương vũ đã báo cáo xong tất cả công việc nhưng vẫn không rời khỏi văn phòng còn có việc Tô Hàng ngước mắt hỏi. Phương Vũ do dự một lát, hắn ta không biết nói gì bây giờ, dù sao hai ngày nay tâm tình bốt vốn đã không tốt rồi, mình nói đoán chừng sẽ đổ thêm dầu vào lửa cháy. Nói. Tô Hàng lạnh lùng nói. Là liên quan tới liễu quản lý. Phương Vũ nói. Liễu Phương. Tô Hàng nhíu mày, nữ chủ nhân đương nhiệm của Tô Gia, mẹ trên danh nghĩa của mình, mặc dù hắn cũng không thừa nhận, bà ta làm sao? bà ta mượn danh nghĩa của Trầm Phu Nhân để liên hệ với chủ tịch Phu Nhân Ít Hoa. Phương Vũ nói. Tô Hàng lạnh lùng nhìn về phía Phương Vũ, trong mắt hắn đã bắt đầu nổi lên bão táp. Còn có. Phương Vũ kiên trì nói, bà ta góp 5 triệu cho quỹ từ thiện của Trương Gia, rồi quen biết Trương Phu Nhân trong hoạt động từ thiện ở Trương Gia, hình như quan hệ hiện tại của hai người cũng không tệ lắm. Còn gì nữa không? Mặt Tô Hàng đã đen hoàn toàn. Liễu quản lý lấy danh nghĩa thông gia để mời Trầm Tổng cùng Trầm Phu Nhân đi tham gia vũ hội được cử hành vào năm mới ở nhà họ Tô. Phương Vũ tiếp tục nói. Chuyện xảy ra khi nào? Tô Hàng hỏi. Vào lễ Giáng sinh, bà ta đã tự mình đến Trầm Gia để đưa thiếp mời. Phương Vũ nói. Đùng. Tô Hàng tức giận ném cây bút máy trong tay ra ngoài, bút máy đụng vào góc tường, lại chợt hiện một đống lửa nhỏ do ma sát gây nên, khiến bà ta tới gặp tôi. Vâng. Phương Vũ không dám ở đây lâu, sau khi ra cửa, liền tự mình cho gọi điện thoại cho Liễu Phương. Tô Hàng muốn gặp tôi. Giọng nói của Liễu Phương hờ hững truyền tới từ đầu bên kia tới, tí nữa tôi phải mở hội nghị dự trù năm tiếp theo cùng trưởng phòng các phòng ban, chờ tôi xong thì tôi sẽ qua. Liễu quản lý, tôi đề nghị ngài tốt nhất nên tới bây giờ đi. Phương Vũ nói. Cứ như vậy đi. Liễu Phương không thèm quan tâm, trực tiếp cúp điện thoại. Phương Vũ nhìn điện thoại bị cúp máy, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy xót xa vì liễu quản lý. Biết rõ ràng bốt nhà mình không chào đón bà ta, vậy mà còn hết lần này đến lần khác bày ra tư thế trưởng bối, đây không phải là muốn chết sao. Bà ta cũng chắc phải biết, nếu không phải là bởi vì trước đó đã dùng 3 tỷ để cứu được Trầm Thị, bây giờ Tô Thị đã không sợ cổ phiếu bị ảnh hưởng hoặc có thể rung chuyển, bốt đã sớm mời bà ta ra khỏi công ty rồi. Trong phòng họp Bộ tiêu thụ Liễu Phương nhìn về phía quản lý bộ tiêu thụ rồi nói, mức tiêu thụ cậu đưa cho tôi chỉ cao hơn 10% so với năm ngoái, nhưng các cậu đã có dự tính sẽ cao hơn 15% so với năm ngoái, đây là có chuyện gì? Tên quản lý bộ tiêu thụ bị điểm tên vừa muốn đứng lên giải thích, thì cửa phòng họp đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đùng một tiếng, đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới, đám người lập tức đứng dậy cung kính nói, tổng giám đốc. Đều ra ngoài. Tô Hàng đè nén sự tức giận các trưởng phòng các phòng ban nhìn xung quanh một chút, rồi cầm văn kiện, từng người tranh nhau chen lấn nhau chạy trốn ra cửa phòng họp ở phía sau. Liễu Phương nhìn phòng họp không có một ai, rồi tức hỗn hển chất vấn, Tô Hàng, cậu có ý gì? Tôi đã không mời nổi liễu quản lý, như vậy tổng giám đốc tôi đây phải tự mình xuống rồi. Tô Hàng kéo một chiếc ghế ra, dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi xuống. Cậu không thể chờ tôi xong rồi tới thì không được sao? cậu ngay trước nhiều người điều hành như vậy cắt ngang hội nghị của tôi một bộ hưng sư vấn tội xong tới cậu có biết người trong công ty sẽ nghĩ như nào không liễu phương cả giận nói hưng sư vấn tội nghĩa là phát động dẫn quân đội đến để lên án hỏi tội đối phương nó còn chỉ việc khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và xử lý đối thủ nhưng ở đây có một mình th thôi mình không hiểu sao nghĩ như thế nào đơn giản là truyền một ít việc nội bộ bất hòa của tô gia tổng giám đốc không quen nhìn quản lý bộ tài vụ mà thôi tô hàn cười lạnh rồi nói chẳng lẽ đây không phải sự thật cậu liễu phương muốn bộc phát nhưng bà ta biết mình bây giờ không thể đắc tội tàn nhẫn với tô hàn được thế là nhịn một chút rồi hỏi cậu đến cùng muốn làm gì thì bà đến cùng muốn làm gì tô hàn chất vấn tôi làm gì liễu phương cả giận hỏi tôi khuyên bà Tô Hàng đùng một cái đứng lên, hai tay chống lên bàn, xích lại gần Liễu Phương rồi trầm giọng nói, tôi không cho phép bà dính liếu tới trầm gia. Liễu Phương sửng sốt một chút, bà ta biết việc mình gần đây có mượn thân phận thông gia với trầm gia để bấu víu quan hệ đã bị Tô Hàng phát hiện, nhưng vẫn giả bộ ngu hỏi, tôi làm gì cơ? Trương gia, ít hoa, vũ hội vào năm mới. Tô Hàng nhắc nhở. Những chuyện đó, thì làm sao? Liễu Phương xem thường nói, thế nào, chẳng lẽ tôi muốn quen mấy người bạn mới thì không được à về phần vũ hội vào năm mới, chúng ta và Trầm Gia là thông gia, về tình về lý thì chúng ta tất nhiên phải đưa thiệp mời cho bọn họ rồi, hơn nữa, tôi cũng không ép buộc bọn họ tới tham gia. Ngậm miệng Liễu Phương bị Tô Hàng làm sợ hãi đến mức lập tức ngừng miệng. Tôi đã nói rồi, tôi cùng Tô Gia không có quan hệ, các người cùng Trầm Gia càng không có quan hệ. Tô Hàng nói Làm sao lại không có quan hệ, rõ ràng chính là thông gia với nhau mà. Liễu Phương cười rồi nói. Liễu Phương. Tô Hàng hiếp mắt, rồi uy hiếp nói, tôi thấy bà chắc không muốn cái vị trí quản lý này rồi. Tô Hàng, tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn khách khí một chút đi. Liễu Phương dường như đã bị ép đến mức nóng nảy, bà ta dùng giọng điều chậm rãi cũng cương quyết, nếu là trước kia thì tôi có lẽ sẽ sợ cậu đấy, nhưng bây giờ cậu tốt nhất hãy khách khí với tôi một chút đi. Cậu vì cưới Trầm Khê, mà dường như đã tham ô hết tất cả tiền trong ngân sách của Trầm Thị nếu như lúc này cậu đụng đến tôi giá cổ phiếu của tô thị Ác sẽ giảm xuống đến lúc đó xem cậu làm sao bà cho rằng tôi sẽ quan tâm tô hàn nói cậu không sợ ảnh hưởng đến trầm thị à hiện tại trầm thị vừa vặn mới có chút chuyển biến tốt liễu phương hung tợn nói cho nên cậu tốt nhất hãy khách khí với tôi một chút chỉ cần liên quan đến trầm khê chính là cửa mệnh lớn nhất của tô hàn tô hàn nhìn về phía liễu phương trong mắt không che giấu chút chán ghét nào bà không nên dẫm vào ranh giới cuối cùng của tôi đi. Bà cũng biết biết, tôi đã từng là một tên ăn mày không có gì cả, không có tô thị, tôi cùng lắm thì trở về nhặt ve chai. Nhưng là các người thì không, chẳng lẽ một nhà ba người các người cũng phải đi nhặt ve chai à? Cậu! Sắc mặt liễu phương tái xanh, mấy năm nay tô hàng từng bước từng bước xâm chiếm lấy cổ phần tô thị, từ một tên ăn mày không có gì cả, đến tổng giám đốc của tô thị, nam nhân có bao nhiêu bạc tình bạc nghĩa với cha mình, bà ta đã nhìn vào mắt, thật sự ép hắn cái gì, hắn cũng đều làm được. Nhớ kỹ, không có có lần sau. Tô Hàng nói xong, liền đóng sập cửa đi ra ngoài. Đùng một tiếng vang thật lớn, rơi vào trong lòng mỗi vị quản lý, đồng thời, nói cho bọn họ, tổng giám đốc của bọn họ đến cùng có bao nhiêu chán ghét với quản lý tài vụ Liễu Phương. Ngày hôm nay về nhà ăn cơm không? Trước khi tan việc Tô Hàng dùng di động nhắn cho Trầm Khê một tin. Tôi còn đang tức giận. Trầm Khê đặc biệt nhắn thẳng năm chữ trở lại. Tô Hàng nhìn năm chữ này, lòng đang bị treo bỗng nhiên rơi xuống, tối thiểu, cô ấy còn để ý mình. Tô Hàng không nhận được, gọi một cú điện thoại qua. Trầm Khê ngay từ đầu không muốn nhận, chẳng qua nghĩ đến buổi sáng Trương Tẩu đã nói, Trầm Khê cuối cùng vẫn nhận, giọng điệu ra vẻ không kiên nhẫn hỏi, làm sao? Thật xin lỗi. Tô Hàng nói câu đầu tiên chính là xin lỗi, đều là lỗi của anh. Sai chuyện gì cơ? Trầm Khê nhíu mày hỏi. Anh đã biết việc Liễu Phương mượn danh nghĩa của Trầm Gia để bám víu quan hệ khắp nơi. Anh đã nói với bà ta rồi, về sau sẽ không phát sinh chuyện này nữa. Tô Hàng nói. Liễu Phương. Trầm Khê nghi ngờ một chút, rất nhanh cô đã hiểu nguyên nhân và kết quả. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trầm Khê đột nhiên càng tức giận hơn. Mở đầu chính là mắng một trận, Tô Hàng, có phải anh bị ngốc hay không? Anh. Anh đúng là ngu ngốc. Trầm Khê hỏi. Tôi hỏi anh, quan hệ giữa chúng ta là gì? Vợ chồng. Tô Hàng trả lời, Liễu Phương là bởi vì ai mới có thể lợi dụng quan hệ của nhà tôi để bấu víu quan hệ. Trầm Khê hỏi, Anh, chính là bởi vì biết việc ấy, Tô Hàng mới càng thêm ấy nấy. Cho nên Liễu Phương từ đầu tới đuôi đều lợi dụng anh. Trầm Khê mắng, tại sao anh còn xin lỗi tôi vì chuyện này? Mắng xong, Trầm Khê đùng một cái liền cúp điện thoại. Tô Tổng bị mắng một trận lại ngẩn cả người một lần nữa, Liễu Phương lợi dụng quan hệ của mình và Trầm Gia để kết giao quan hệ ở bên ngoài, mà Trầm Khê lại nói mình không cần nói lời xin lỗi. Có phải là nói, có phải là nói. Mắt Tô Hàng dần dần sáng lên, một chân tướng vô cùng, khiến hắn không dám tin mà nảy sinh một ý nghĩ. Có phải là nói, bởi vì chúng ta là vợ chồng, cho nên mình cùng Trầm Gia là một thể. Chúng ta là người một nhà, bởi vậy không cần nói thật có lỗi tác giả có lời muốn nói, Tô Tổng bị cúp điện thoại, ôm điện thoại di động cười tận 10 phút đồng hồ, khiến Phương Vũ sợ hãi đến nỗi sống chết không dám đi vào. Tô Hàng, vợ mình chắc chắn đã tha thứ cho mình rồi. Trầm Khê, nghĩ hay lắm. Chương 36 Suy nghĩ ra được ý tứ trong lời nói của Trầm Khê, sự lo lắng trong lòng Tô Hàng đã hoàn toàn hạ xuống, thứ hạnh phúc bỗng nhiên dán xuống này, khiến hắn không nhịn được mà nhớ lại chuyện đó. Nam nhân cười khúc khích, cho đến khi bị một tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Tô Hàng nhận điện thoại, đầu kia đã truyền đến giọng nói trung khí mười phần của Lý Thanh Viễn, anh còn ở công ty không, chúng ta cùng đi ra ngoài uống một chén đi. Trung khí mười phần, trung khí trong đông y chỉ phần khí trong dạ dày có chức năng tiêu thụ thức ăn. Trung khí mười phần tức là khí lực đầy đủ, khỏe mạnh. Nguồn, Google. Không rảnh, tôi muốn về nhà. Tô Hàng không chút nghĩ ngợi mà từ chối. Trầm Khê đã không ở nhà, anh còn đi về làm gì? Lý Thanh Viễn hỏi. Làm sao cậu biết? Tô Hàng buồn bực hỏi. Nếu Trầm Khê ở nhà, lúc này anh còn có thể ở công ty sao? Lý Thanh Viễn nhiệt tình mời mọc, ra đi, chỉ uống một chén, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tô Hàng nhìn đồng hồ tay một chút, nghĩ đến việc mình thực sự cũng đã lâu không gặp Lý Thanh Viễn, nên gật đầu đáp ứng. Hai người đi tới một quán tĩnh mịch, cảnh vật xung quanh coi như là yên tĩnh, biết tô hàng không thể uống rượu mạnh, Lý Thanh Viễn đã phải cầm năm, sáu chai bia, dịch từng cái ra, sau đó đưa một bình cho tô hàng rồi nói, anh cứ uống chai này, còn lại về em. Dạ dày tô hàng mặc dù không tốt, nhưng cũng không có tình trạng không cần uống rượu, thế là hắn cùng Lý Thanh Viễn vui vẻ đụng chai một cái, hai người ngửa đầu uống một ngụm. Nghe nói hôm nay anh lại tranh cãi với mẹ kế à? Lý Thanh Viễn hỏi. Tôi không có quan hệ gì với bà ta cả. Tô Hàng lạnh giọng uống nắng. Được, được, coi như em nói sai. Lý Thanh Viễn nhắc nhở, chẳng qua em vẫn còn muốn nhắc nhở anh, lúc này cũng không phải là thời điểm vạch mặt, hiện tại tôi thì chính là một cây cung đang bị kéo căng dây, chỉ cần hơi dùng sức là sẽ đứt. Tôi biết. Nếu không phải như vậy, hôm nay Tô Hàng đã không chỉ cảnh báo bà ta như thế, nghĩ tới đây, Tô Hàng có chút bực bội nới lỏng cà vạt ở cổ. đột nhiên, một thân thể nhuyễn ngọc ôn hương từ phía sau ngã nghiêng xuống, vừa vặn đè vào đầu vai hắn, một ly rượu liền đổ xuống người Tô Hàng. Nguyễn Ngọc ôn hương, ôn hương Nguyễn Ngọc, miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp, hiểu ngắn gọn là người đẹp. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, vừa rồi tôi không đứng vững được. Mỹ nữ có đôi môi đỏ mọng đang cuốn quyết xin lỗi, cô ta dùng một đôi bàn tay nhỏ yếu đuối không xương muốn sờ soạn phần ngực đã bị rượu đỏ thấm ướt của Tô Hàng. Tránh ra! Tô Hàng hất tay của nữ nhân ra, dưới cái nhìn lúng túng của nữ nhân, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà trực tiếp đứng dậy đi toilet. Mỹ nữ, vị kia đã kết hôn rồi. Có điều, tôi còn độc thân. Lý Thanh viễn nhíu mày nói. Mỹ nữ bị người khác khám phá ra thủ đoạn dường như không có chút xấu hổ nào. Cô ta ném một ánh mắt khinh bỉ về phía Lý Thanh Viễn rồi nói, trên người vị kia là âu phục được định chế, một bộ hơn mấy trăm ngàn, được mở bán cực nhanh. Còn anh, uống bia giá rẻ nhất, còn mặc áo thun giá chỉ có mấy trăm tệ. Ha ha, tôi còn chạy BMW mà. Lý Thanh viễn bày chìa khóa xe trên bàn. Cái này ư, ừ, chợ cũ chỉ bán 20 tệ. Mỹ nữ nói xong, cô ta nở nụ cười xinh đẹp với Lý Thanh Viễn, rồi tiêu sái rời đi. Tôi đi. Lý Thanh Viễn đi ba vô số lần, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Lúc này Tô Hàng đã từ toilet trở về, cả người ướt sũng khiến hắn khó chịu vô cùng hắn cầm lấy chìa khóa xe cùng áo khoác chào tạm biệt với lý thanh viễn rồi rời đi luôn cũng may hắn chỉ uống một ngụm bia nên không cần tìm tài xế trên đường lái xe về nhà tô hàng cẩn thận nghĩ hắn quyết định chủ động tìm trầm khê để nói chuyện một chút cuộc điện thoại xế chiều hôm đã khiến tô hàng ý thức được có lẽ trầm khê đang đợi hắn đi tìm cô nguyên gốc là đại giá tài xế được chỉ định tiếng anh là đi dai nay driver khi uống say nếu không thể lái xe thì họ có thể gọi dịch vụ để có tài xế đến lái xe mình về. Hoặc khi đi chơi với nhóm thì có một người sẽ hứa không uống rượu để còn tỉnh mà đèo mọi người về nhà an toàn. Khi trở lại biệt thự, Tô Hàng phát hiện xe của Trầm Khê đã dừng trong sân, Trầm Khê đã về nhà. Ánh mắt của nam nhân đột nhiên sáng lên, dừng xe xong, hắn bước nhanh đi vào phòng khách, không kịp đi thay quần áo, Tô Hàng lần đầu tiên không chút do dự mà chạy lên lầu 2. Trầm Khê Tô Hàng đứng trước cửa phòng, cẩn thận gõ cửa hai lần. Trong cửa cũng không có tiếng dội lại, Tô Hàng lại gõ cửa hai lần, vẫn không có gì. Do dự một chút, nam nhân xoay chút cửa, cửa phòng đã bị mở ra dễ dàng. Thì ra cô ấy vẫn chưa về, Tô Hàng có chút thất vọng, chẳng qua cũng không hề rời đi, hắn cất bước đi vào, tiện tay mở đèn ngủ lên. Căn phòng ngủ này vốn là phòng của hắn, nhưng sau khi cưới hẳn tổng cộng chỉ đến đây hai lần, một lần là đêm tân hôn, một lần là tiệc tối từ thiện. Nghĩ đến đêm hôm ấy, ánh mắt Tô Hàng không tự chủ được mà lại tối xuống. Dục vọng bị áp chế lại thức tỉnh vùng lên một lần nữa. Thả ta ra ngoài đi, không phải ngươi đã thổ lộ sao? Còn có lý do gì mà ngăn cản ta? Mảnh thú ngủ say bấy lâu đã thức tỉnh, lại lần nữa điên cuồng va đập vào lòng giam. Không phải, ta còn muốn muốn bồi dưỡng tình cảm với Trầm Khê một thời gian nữa, người không thể ra nhanh như vậy được. Tô Hàng yếu ớt phản bác. Ngươi đừng tự lừa mình dối người đi, nhìn xem ngươi đang làm gì. Mảnh thú chế dẻo. Tô Hàng đột nhiên hoàng hồn, hắn mới phát hiện không biết lúc nào mình đã ôm chiếc gối trầm khê dùng lúc ngủ vào trong ngực. Sơ ngủ, còn có nhớ ta không? Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến giọng nói của trầm khê, ngay sau đó là tiếng bước chân lên lầu. Tô Hàng hoảng sợ nhìn về phía cửa phòng, trầm khê trở về lúc nào? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tô Hàng lại vừa chột dạ vừa bối rối, cuối cùng hắn dứt khoát cắm đầu xuống giường Trầm Khê, làm bộ say chết rồi. Trầm Khê đẩy cửa ra, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô cau mày đi đến phía trước đi vài bước, liếc mắt liền thấy được người nào đó đang nằm trên giường. Trầm Khê thuận tay buông túi trong tay xuống, cô đi đến giường để kiểm tra tình trạng của Tô Hàng. Cảm giác được Trầm Khê tới gần, chóp mũi là mùi hương quen thuộc, chân Tô Hàng vì khẩn trương mà không nhịn được run một cái, sau khi run xong, hắn còn nói thầm một tiếng hỏng rồi tô hàng tô hàng trầm khê ngồi xổm ở bên giường nhẹ giọng gọi nam nhân đang ngủ say tô hàng nào dám tỉnh lại hắn nhắm mắt liều mạng giả say làm sao lại uống nhiều rượu như vậy trầm khê quán trách không biết mình dạ dày không tốt sao quan tâm mình tô hàng vui vẻ chân hắn lại không nhịn được mà run lên trầm khê thấy tô hàng vẫn luôn run chân cô cho là hắn ngủ không thoải mái Liền thở dài, đứng lên lui về phía sau mấy bước, ông lấy hai chân mà Tô Hàng đang dơ ở đầu giường, cẩn thận giúp hắn cởi giày ra xuống, sau đó nhẹ nhàng bỏ chân vào trên giường. Cô ấy đang giúp mình cởi giày. Chẳng qua Tô Hàng lúc này không dám rung chân, nên hắn chỉ có thể âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trên người cũng đều là mùi rượu, không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Khả năng đề kháng của anh kém thế này, mà còn uống nhiều rượu như vậy. Trầm Khê quán giận. Cô cúi người cởi sạch cà vạt vốn lỏng la lỏng lẻo trên người Tô Hàng, do dự hai giây, lại không lưng xuống buông lỏng thắt lưng bên lưng của hắn ra. Cô ấy! Cô ấy cởi quần áo của mình rồi, chân tay Tô Hàng cũng không dám động đậy, hắn chỉ có thể liều mạng cắn răng, thân thể cứng đờ, cố gắng không để cho mình nhảy dựng lên. Trước hết để anh ngủ đã, sáng mai tôi sẽ trừng trị anh. Trầm khê hừ hừ hai tiếng, cô giúp nam nhân đắp kín mình, quay người rời đi, tới phòng tắm để tắm rửa chỉ trong chốc lát phòng tắm đã truyền đến tiếng nước tô Hàng vẫn luôn giả chất liền ngồi dậy như lý ngư đã đỉnh trong đầu hắn rối bời một mảnh tay chân đều nhanh không tìm thấy nơi để mình trốn lý ngư đã đỉnh là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoạt động tác thân thể thông thường dùng cho thể thao biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uống thân thể trên mặt đất làm sao bây giờ hiện tại mình phải tranh thủ thời gian thôi Tô Hàng hỏi. Có phải ngươi bị ngốc hay không thế? Cơ hội tốt như vậy, trực tiếp bổ nhau đi. Mảnh thú trong nội tâm tức giận dùng móng trước cào thẳng vào lồng sắt. Nhưng bây giờ nếu tôi không đi thì sẽ không có cơ hội nữa. Tô Hàng do dự nói, thế nhưng nếu không đi, có lẽ mình có thể ngủ chung với cô ấy. Nhanh lên, thả ta ra ngoài, để ta tới đi. Mảnh thú không do dự lưỡng lự mà thúc giục. Hai bên không ngừng lôi kéo, cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Tô Hàng giật mình một cái, hắn lại ngã thẳng tắp xuống lần nữa. Trầm Khê vừa lau tóc, vừa đi từ phòng tắm ra. Cô theo thói quen quay người ngồi ở trên giường, rủ đầu xuống rồi tiếp tục xoa tóc, áo choàng tắm ở hông bị cài lỏng la lỏng lẻo, theo động tác xoa tóc, áo choàng tắm chậm rãi tuột từ đầu vai xuống. Tô Hàng đang vờ ngủ bị mùi sữa tắm cùng dầu gội đầu kích thích, trong đầu không ngừng hiện ra bộ dạng sau khi tắm rửa xong của Trầm Khê, cuối cùng hắn thật sự không thể kìm nén nữa, mà lặng lẽ mở mắt ra. A, à, đập vào mắt là nửa thân trần cùng đầu vai trắng như tuyết, tô hàng bị kích thích quá mức, nên không chịu được mà hừ một tiếng. Hả? Trầm khê nghe được tiếng, cô giật nảy mình, xoay người thì liền đối mặt với đôi mắt đang phát sáng của tô hàng, mới nhớ tới nam nhân vì uống say mà ngã vào giường cô, anh đã tỉnh. Mắt tô hàng đột nhiên trận lớn hơn, ánh mắt nóng bỏng của hắn còn tỏa ra ánh sáng nữa. Trầm khê chần chờ cúi đầu xuống, Cô phát hiện cảnh sát trước ngực mình đang bị người nào đó nhìn không sóc một thứ gì, kinh sợ đến nỗi cô lập tức xoay người qua, rồi sửa sang lại áo tắm cho tốt một lần nữa. "Anh, anh đã tỉnh thì trở về ngủ đi." Trầm Khê đỏ mặt, cô quay lưng lại rồi nói. Trầm Khê cảm thấy trên giường dường như bị lay động hai lần, chỉ là qua nửa ngày, mãi không thấy tiếng bước chân, Trầm Khê mới nghi hoặc xoay người. "A!" À, cảm xúc đột nhiên bị hù dọa khiến Trầm Khê lui về sau một bước thì ra không biết từ lúc nào, nam nhân đã quỳ ngồi sau lưng Trầm Khê. Trầm Khê vừa mới xoay người, bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, nên cô không cẩn thận mà bờ môi của nam nhân. Tại sao anh lại ở đây? Trầm Khê vừa thẹn vừa xấu hổ. Em hôn anh rồi. Tô Hàng một mặt cười ngây ngô. Đúng, đúng vậy, cô ấy đã hôn ngươi rồi, cô ấy đang mời ngươi đó. Mảnh thú ở trong lòng không ngừng dụ dỗ. Anh. Anh tỉnh a à, trầm khê còn chưa nói hết lời thì đã bị nam nhân dùng lực mạnh kéo đến trên giường để dưới thân thể tô hàng đè trầm khê xuống ánh mắt hắn càng thêm nhiệt liệt tô tô hàng anh uống say rồi trầm khê sợ hãi đến không dám lộn xộn đúng vậy ngươi say thừa dịp uống say hãy nói những lời ngươi muốn nói đi làm đi mãnh thú dụ dỗ nói trầm khê anh thích em tô hàng bị thuyết phục hoàn toàn trầm khê yếu ớt khẽ gật đầu với nam nhân trầm khê chúng ta là vợ chồng tô hàn nói tiếp trầm khê lại gật đầu lần nữa tỏ ý mình đã biết vậy tại sao chúng ta không thể ngủ cùng nhau trong giọng nói của nam nhân là sự oan ức không che giấu được cũng không phải tôi muốn chia phòng ngủ trầm khê không nhận được mà phản bác sự oan ức trong lời nói của nam nhân hình như Đêm tân hôn là anh nói với tôi rằng anh phải ngủ ở phòng khách, cũng không phải tôi đuổi anh đi, dựa vào cái gì mà oan uổng tôi thế chứ. Câu nói này dường như đã mở chìa khóa lòng giam ra, Tô Hàng chỉ nghe thấy mảnh thú trong nội tâm mình reo hò một tiếng rồi vọt ra, hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng mà mình đã thèm muốn bấy lâu nay dưới thân, hắn rốt cuộc cũng không khống chế được lý trí của mình. Hừm, a. À. Trầm Khê vũng vẫy đôi chút hai lần, cô dần dần khuất phục dưới đợt tiếng công dũng mãnh của nam nhân, thôi, không mình đã sớm mềm lòng rồi sao? Cảm nhận được người dưới thân đã phối hợp, nam nhân kích động kéo khăn tắm mới vừa vặn được buộc kỹ của Trầm Khê ra, kiên cường rút đầu vào sự mềm mại cùng ấm áp ở lòng ngực. Tô. Tô Hàng. Trầm Khê đã động tình, cô đã sớm không có sức lực để chống cự nào. Một đôi mắt tràn đầy nước, cô chỉ có thể bất lực nhìn nam nhân. Loại kích thích im lặng này, nam nhân tăng tốc động tác, hắn thô bạo kéo áo choàng tắm trên người Trầm Khê ra, rồi cuối người điên cuồng hôn, không buông tha bất kỳ vị trí nào trên người cô. Thân thể này của Trầm Khê mặc dù chưa trải qua việc đời, nhưng lại có linh hồn của người đã lập gia đình, trên người nam nhân lại phát ra hóc môn cùng hơi thở quen thuộc như vậy, Trầm Khê khó chịu giải dụa, cô ôm lấy vai của nam nhân, rồi hung hăng cắn một cái, im ắng thúc giục. Có lẽ tình yêu nam nữ thật sự là bản năng của nhân loại, tuy nam nhân này luôn luôn chậm chạp, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ ý đồ thúc giục của nữ nhân dưới thân mình, hắn trượt xuống eo, rồi xâm nhập khi đang xâm phạm lại lập tức gặp phải trở ngại, còn mắt vốn đang đầy máu của nam nhân càng tung hoành hơn. Cô ấy là của tôi, chỉ một mình tôi thôi, từ đầu tới cuối, cô ấy chỉ của một mình tôi thôi. Nội tâm vui mừng quá đổi, khiến động tác của hắn càng kịch liệt hơn. Chậm. a, à, chậm một chút. Cổ họng của Trầm Khê cũng đã bị khàn rồi, nhưng đáng tiếc nam nhân trên người vẫn không biết thỏa mãn mà cướp đoạt như cũ. Anh, À, khi bị nam nhân lật lại lần nữa, trầm khê còn chưa mở miệng thì toàn bộ lời nói của đã bị chôn vùi ở gối rồi. Thật lâu. Tóc còn ướt, cũng không biết là nước động lại do chưa lau khô hay là mồ hôi chảy ra, các giọt nước bất lực rải rác ở gối. Tô Hàng đau lòng hôn lưng tràn đầy vết tích của Trầm Khê một chút, hắn ôm chặt eo cô từ phía sau, để Trầm Khê tiền vào trong ngực của mình, mang theo ý cười thỏa mãn mà ngủ thật say. Mãi cho đến khi ánh nắng sáng sớm chiếu xuống đầu vai tràn đầy vết tích của nam nhân. Cùng với làng lông mi đang mấp máy của nữ nhân. Tác giả có lời muốn nói, viết thành như vậy, đã là kết quả sau khi bị con cua cắt giảm nhiều lần rồi. Nếu như mọi người bình luận khiêm tốn, có lẽ sẽ không bị phát hiện, ha 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 ha. Nhưng là, nếu như không may bị khóa, con cua cũng chỉ có thể kéo đèn sau đó viết chuyện xưa ở kiếp trước phòng bị trước, kiếp trước có chút ngược. Chương 37, Không phải một mình anh sai. Một, Edit, Hạ Yến. Nốt, mình đã căm bắt rồi đây. Mai mình đăng phần còn lại nha trái tim chương này có sai sóc gì thì báo mình, mình sửa lại ngay nhé. Trên giường lớn yên tĩnh, lông mi dày đẹp để của nữ nhân hơi run rẩy. cô chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt xinh đẹp ngỡ ngàng trong chốc lát. Trầm khê trừng mắt, cô nhìn khuôn mặt gần trong gan tất của người đàn ông bên cạnh mình, sau khi nghi ngờ một chút, nhanh chóng thu hồi ký ức đêm hôm qua lại, cùng ký ức còn có thân thể đau nhức. Người này, Thật sự là bất kể thế nào thì khi lên trên giường lại. Trầm Khê bởi vì tức giận mà dùng vẻ mặt có chút dữ tận nhìn người đàn ông bên cạnh mình nở nụ cười lúc đang ngủ, cô đột nhiên ngẩn cả người. Hai kiếp này, từ đầu đến cuối, hơn một nghìn ngày đêm chung giường cùng gối, đây còn là lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ mặt này. Trầm Khê kìm lòng không được mà bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên của hai người ở kiếp trước. Đêm hôm đó, Trầm Khê đã không nhớ rõ như thế nào, nhưng cô chỉ có ấn tượng khác sâu duy nhất, chính là sau khi mây tan mưa tạnh hắn cho là cô đã ngủ say lẩm bầm thì thầm câu xin lỗi bên tai cô cảm xúc bi thương nặng nề kia đã xuyên vào lỗ tai cô làm cho suốt đêm cô không thể yên giấc anh xin lỗi khi ngủ là tôi vẫn là cô gái mà anh thầm mến ở kiếp trước trầm khê mang theo cái nghi vấn này sáng sớm ngày thứ hai một mình tỉnh lại từ trong mơ bọc lấy ga giường trắng như tuyết trần như nhọng ngẩn người ngồi ở trên giường thân thể mệt mỏi không bù được sự mất mát trong lòng cô, sự mất mát một khắc quá nặng đến nỗi Trầm Khê đã không có ý nguyện chờ đợi nữa. Khi Trầm Khê đang trầm mình trong ký ức kiếp trước, thì Tô Hàng đã tỉnh lại sớm hơn Trầm Khê một bước rồi, hắn chỉ đang giả vờ ngủ thôi, do thấy Trầm Khê nửa ngày không có động tĩnh, nên không nhịn được mà mở mắt ra, cẩn thận xem xét tình hình. Xem xét tình hình bây giờ thì hắn không thể giả bộ được nữa rồi, sự sợ hãi cùng bối rối hiện lên trong đầu, Trầm Khê đang đau lòng, cô ấy đang đau lòng. Trong lòng Tô Hàng chấn động, hắn ôm trầm khê hốt hoảng nói lời xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi em, đều là do anh không tốt. Thật xin lỗi. Trầm khê lấy lại tinh thần, cô quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, cảm xúc trong chốc lát không lấy ra được, cô không tự chủ mà hỏi, thật xin lỗi gì chứ? Anh. Anh. Tô Hàng cắn răng, cam chịu số phận nói, tối hôm qua thực ra anh không uống say, là anh giả vờ, anh. Đều tại anh không tốt. Anh giả vờ. Lúc này Trầm Khê đã lấy lại được tinh thần, cô bắt lấy trọng điểm trong câu nói. Ừm. Nam nhân ngoan ngoãn gật đầu, thật xin lỗi. Cho nên tối hôm qua căn bản nam nhân không uống say, mà chỉ mượn rượu giả điên, nghĩ tới đây Trầm Khê hận không thể trút được cơn giận dữ ra, cô liền ôm cánh tay của nam nhân rồi hung dữ cắn lên đó một cái. Tô Hàng nhỏ giọng hừ một chút, cờ bắp trên cánh tay vừa được kéo căng đã lại bị Tô Hàng thả lỏng xuống. Chờ Trầm Khê nhả ra, nhìn dấu răng đã chảy ra máu, tô hàng đột nhiên hé miệng cười. anh rất hả hê sao? nhìn thấy nụ cười của nam nhân, cơn giận dữ của trầm khê lại tiếp tục tăng cao. không phải hả hê mà là vui vẻ. tô hàng lắc đầu phủ nhận rồi nói. vui mừng. trầm khê lập tức càng tức giận hơn, cô chuyển sang nơi khác rồi tiếp tục cắn. cánh tay này cũng có thể cắn. tô hàng sợ trầm khê cắn chưa đủ nghiện, nên hắn đưa một cánh tay khác tới. Trầm Khê cảm thấy bây giờ mình vô cùng giống một con mèo bị con người treo đùa, giường nành múa vuốt dày vò, chủ nhân vẫn một mặt không đau không ngứa mặc kệ cô náo loạn. Chỉ cần em đừng đau lòng là được. Nam nhân tiếp tục nói, em làm gì đều có thể. Đau lòng. Trầm Khê sững sờ, là bởi vì vừa rồi mình nhớ tới trước đó sao? Em tức giận thì có thể mắng anh, đánh anh, cắn anh, đều không sao hết, nhưng em đừng đau lòng. Vừa mới vừa mở mắt, Tô Hàng đã nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Trầm Khê, lúc đó lòng hắn giống như bị người khác đâm một nhát vậy. Nếu như... Trầm Khê hỏi dò, nếu như vừa rồi tôi tỉnh lại, đau lòng chảy nước mắt với anh, anh sẽ làm gì? Anh sẽ hận chính anh. Nam nhân dường như không có chút do dự mà trả lời, anh sẽ cho là mình ép buộc em. Sau đó thì sao? Trầm Khê hỏi lại. Sau đó... Tô Hàng không thích giả thiết này, hắn có chút kháng cự trả lời. Trầm Khê nhìn qua khuôn mặt tràn đầy sự kháng cự của nam nhân, thật ra trong lòng cô đã biết đáp án, bởi vì ở kiếp trước nam nhân đã làm qua việc này một lần rồi. Đồ ngốc, đồ ngốc. Trầm Khê không nhịn được mà mắng. Thật xin lỗi em, về sau anh sẽ không như vậy nữa. Tô Hàng lại nói lời xin lỗi lần nữa. Tô Hàng, anh hãy đáp ứng tôi một việc. Trầm Khê nhìn nam nhân rồi đột nhiên yêu cầu. Chuyện gì? Tô Hàng không chút do dự mà gật đầu về sau bất kể là tôi tức giận hay đau lòng thì đều có phần của anh hết. Anh phải nhớ chọc tôi, chọc đến lúc tôi tha thứ cho anh mới thôi. Anh đừng tự cho mình là đúng mà tự mình bỏ đi nữa. Mắt của tô hàng chợt sáng lên, hắn lại một lần nữa dốc sức gật đầu. Có câu nói của em, đời này anh cũng sẽ không cho bản thân mình rời khỏi em đâu. Có trí nhớ của kiếp trước đã so sánh rõ ràng, nên Trầm Khê đã không muốn kiểu cách với chuyện hôm qua nữa. Mặc dù đối phương có mưu tính trước, nhưng cô cũng không có giả bộ chối từ, kiếp này tốt hơn kiếp trước rất nhiều, vậy thì chúng ta đều đối tốt với đối phương một chút đi. Anh, tôi muốn đi tắm rửa. Trầm khê đẩy nam nhân. Ồ, được. Tô Hàng nghe lời xuống giường, hắn đi đến tủ quần áo sát vách tường, lấy một bộ áo ngủ ra để thay đổi, rồi nở ý cười không thể che giấu được mà ra khỏi cửa, xuống lầu một tắm rửa. Trầm khê nhìn nam nhân thay áo ngủ, một lúc cô đã hiểu được, mấy bộ đồ trong tủ quần áo do nam nhân cố ý để lại đây, chứ căn bản không phải khi thu dọn mà quên lấy đi, đồ nam nhân tâm cơ. Bên này, Tô Hàng bước chân nhẹ nhàng xuống lầu, đúng lúc lại gặp phải Trương Tẩu bưng nồi cháo đi từ trong phòng bếp ra, Trương Tẩu vốn là sững sờ, nhưng sau đó bà ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, cuối cùng dùng vẻ mặt tươi cười nói một câu, chúc mừng tiên sinh. Khụ. Tô Hàng không được tự nhiên mà tăng nhanh bước chân trở về phòng, chẳng qua ý cười ở khóe miệng vẫn là phản bội tâm tình của hắn, hiển nhiên là hắn rất hài lòng với câu chúc mừng ngoài ý muốn kia. Tô Hàng tắm rửa và thay xong quần áo đi ra ngoài, Trương Tẩu đã không bình thường xem xét thời cơ mà hỏi một câu, tiên sinh, tí nữa ngài đi làm, ngài có muốn tôi giúp ngài thu dọn quần áo rồi để ở phòng ngủ chính không? Khụ. Tô Hàng dùng khóe mắt nhìn lên lầu hai rồi nói, việc này phải xem phu nhân thế nào đã. Ý trên mặt chữ của câu này là vô cùng được. Tôi đã hiểu, tí nữa tôi sẽ hỏi phu nhân. Trương Tẩu cười trộm rồi nói. Chương 38, anh là đồ lưu manh. Khắc lạp lạp, bắt đầu từ chương này ta chuyển Trương Tẩu thành thím trương để nghe thuận tai hơn nha. Trầm khê ở trên gác mái cả một buổi trưa, cho đến khi thím trương sắp xếp phòng xong, tắm cho sơ ngủ, cơm chiều cũng đã sắp chín thì trầm khê mới từ gác mái đi xuống. Thím trương thấy lúc trầm khê xuống lầu, vẻ mặt không đúng lắm, dường như có chút nặng nề, lời nói đã tới bên miệng cũng không thể thốt ra. Go go! Sơ ngủ tuổi thân cò cò đến cạnh trầm khê, hình như đang lên án việc ma ma hôm nay rõ ràng không đi ra ngoài mà cũng không chịu chơi với nó. Trầm khê ngồi xổm xuống xoa đầu sơ ngủ, sắc mặt lúc này mới từ từ dịu xuống. Ngốc nghếch. Trầm khê cười mắng một câu, cũng không biết là đang mắng sơ ngủ, hay là mắng người nam nhân nào đó rất giống sơ ngủ. Gâu gâu. Sơ ngủ được ma ma xoa nên cực kỳ thoải mái, vừa keo vừa hưởng thụ hiếp mắt. Thiếm Trương thấy tâm trạng trầm khê bỗng dưng trở nên tốt lên, tâm trạng lo lắng lúc này mới thả lỏng, biệt thự này mới bình thường được chưa tới một ngày, hy vọng đừng lại xảy ra biến cố gì nữa. thím Trương tiếp tục đi chuẩn bị cơm chiều, trầm khê mang theo sơ ngủ ngồi trên sofa đọc sách. Ảnh Sơ ngủ vốn đang yên tĩnh nằm trên thảm đột nhiên giỏng tai xuống một tiếng. Sao thế? Trầm khê giật mình, nghi hoặc hỏi. Go go. Sơ ngủ đứng lên, huỳnh huỳnh chạy ra ngoài cửa. Nhìn thấy sơ ngủ như vậy, trầm khê đại khái cũng đoán được nguyên nhân. Quả nhiên, chỉ một lát sau, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng động cơ ô tô. Tô hàng đã về. Trầm khê bỏ quyển sách đọc được một nửa trong tay xuống, khoác áo choàng đứng lên, cũng đi ra cửa. Tô hàng đổ xe xong, mở cửa xe, vừa muốn ngồi xổm xuống xoa đầu sơ ngủ một phen, khóe mắt bỗng liếc thấy một bóng dáng mảnh mai vừa bước ra từ trong cửa động tác vút lông của nam nhân lập tức cứng đờ, hắn viện cửa xe, xoay người nhìn Trầm Khê duyên dáng yêu kiều ở phía cửa. Đã về rồi. Trầm Khê hơi mỉm cười, tùy ý hỏi. Đã về rồi. Tô Hàng ngơ ngác đáp một câu, lần đầu tiên cảm thấy ba chữ này khiến lòng người vô cùng vui sướng, hậu tri hậu giác lộ ra nụ cười ngây ngô. Hậu tri hậu giác, đây chỉ là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ hậu tri hậu giác là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm quá trình từ tri nhận thức tới giác hiểu rõ chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình theo wordpress của lenken sophie cười ngốc cái gì đó sao vẫn chưa vào nhà trầm khê tức giận nói ừ nam nhân lúc này mới như bừng tỉnh từ trong mơ hoàn toàn mặc kệ sơ ngủ dưới chân đang điên cuồng vẫy đuôi nửa ngày đóng cửa xe ba bước cột thành một nhanh chóng đi lên bậc thang, đứng trước mặt Trầm Khê. Làm sao vậy? Trầm Khê thấy hắn không vào nhà mà cứ đứng trước mặt mình không nhúc nhích, nghĩ hắn có chuyện gì muốn nói với mình. Anh đã về rồi. Tô Hàng cười, nhẹ giọng lặp lại một lần. Em biết mà, mới vừa nói xong. Trầm Khê nghi hoặc hỏi. Ừm. Tô Hàng có chút xấu hổ cười cười, chỉ là muốn nói lại lần nữa. Go go. Sơ ngủ mãi không được ba ba chú ý bất mãn đứng chen giữa hai người, bám riết không tha cầu quan tâm. Tô Hàng hình như lúc này mới nhớ tới sơ ngủ, cuối người xoa xoa đầu nó, cười nói, sơ ngủ, đi, chúng ta vào nhà. Trầm khê nhìn cái người đang dẫn sơ ngủ vào phòng, cảm thấy hôm nay Tô Hàng hình như lại ngốc thêm một chút, có mỗi một câu đã về cũng nói hai ba lần. Trầm khê bật cười lắc lắc đầu, xoay người đi vào phòng ăn, định đi xem bữa tối thế nào rồi. Phu nhân, tiên sinh đã về rồi phải không thím trương nghe được động tĩnh thấy trầm khê qua đây liền hỏi vâng ạ trầm khê gật đầu từ khi hai người kết hôn tiên sinh tan làm đúng giờ hơn nhiều tôi cũng dễ suy xét thời gian chuẩn bị cơm chiều hơn thím trương vừa sắp xếp chén đũa vừa cười nói không như trước kia lúc tiên sinh còn ở một mình tôi chẳng biết ngài ấy khi nào thì về nhà cái tay đang giúp bày biện đũa của trầm khê lập tức cứng đờ lời thiếm trường nói giống như thể hồ quán đỉnh, khiến trầm khê bỗng dưng hiểu được hành động ngây ngốc vừa rồi của người kia. Thể hồ quán đỉnh, thể hồ là bơ được tinh luyện từ sữa bò, ở dạng đặc sánh. Thể hồ quán đỉnh thường dùng để ví von truyền thụ trí tuệ hoặc tâm trí yên tĩnh theo quật perez của Kurokochi. Ở đây ý nói lời của thiếm trường đã khai thông tư tưởng cho trầm khê. Một câu đã về đơn giản, đối với người khác chỉ là câu thăm hỏi thường dùng rất bình thường. Hồi bé, mỗi lần cha tan làm trở về nhà trầm khê liền ngọt ngào nói cha cha đã về rồi mỗi ngày mỗi ngày đều nói lời đối thoại thông thường như thế đối với cô thì chẳng có gì đặc biệt nhưng với tô Hàng là cô nhi từ nhỏ mà nói lại là ba chữ khó có thể nghe được nhất phu nhân nếu không có việc gì hôm nay tôi về trước nhé thấy không còn chuyện gì khác thím trương liền chuẩn bị tan làm vâng trầm khê gật gật đầu thím trương cởi tạp về cầm đồ của mình, lái xe đạp điện rời khỏi biệt thự. Mà Tô Hàng lúc này đang vô cùng ngốc nghếch đứng trong phòng chứa quần áo ở lầu 2, nhìn quần áo của mình đặt chung với Trầm Khê, dường như vẫn có chút không thể tin được rằng mình cứ thế dễ dàng được ở bên Trầm Khê. Cũng may lý trí Tô Hàng còn chưa bay mất, biết Trầm Khê đang ở dưới lầu chờ hắn ăn cơm, cho nên cũng không chậm trễ mà nhanh chóng thay một bộ quần áo ở nhà rồi xuống lầu, đi thẳng đến phòng ăn. Lúc Tô Hàng bước vào, Trầm Khê đang ngồi nghịch bình hoa giữa bàn ăn, trong bình cắm một bó hoa ngàn sao xuề ra, những bông hoa nho nhỏ màu trắng tản ra như một cái ô, trông tươi mát mà tao nhã lịch sự. Trầm khê khoác một chiếc áo choàng rất có phong cách dân tộc, mái tóc dài đen nhánh búi lên bằng một cây trâm cài, lộ ra cái cổ thon dài, thoạt nhìn còn tươi mát tao nhã lịch sự hơn cả hoa. Hoa ngàn sao, tên khoa học Alisun, là một chi thực vật có hoa trong họ cải, là loại hoa đẹp trồng các cành dùng làm trang trí và làm nền cho các loài hoa khác. Cành hoa gồm nhiều bông nhỏ li ti màu trắng, nhìn xa giống những ngôi sao nhỏ nên được gọi là hoa ngàn sao. Theo Wikipedia, chỉ cách thời gian một buổi sáng và một buổi chiều, không hiểu sao hắn cảm thấy trầm khê hình như lại thay đổi. Quay lại rồi. Trầm khê nghịch hoa xong, lờ đã nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân đang sững sờ đứng một bên. Ừm, quay lại rồi. Tô Hàng ngây ngốc trả lời. Mừng anh về nhà. Trầm khê nghiêng đầu cười, trong đôi mắt to đen trắng rõ ràng là ảnh chiếu của hắn. Tô Hàng sửng sốt, ngay sau đó trong mắt có ánh sáng dần lóe lên, vẻ mặt từ đờ đẫn, không thể tin nổi đến đầy ngạc nhiên và vui mừng, sự ấm áp trong lòng lặng lẽ lan rộng ra, khiến cả người hắn đều thả lỏng. Trầm Khê đang đáp lại hắn ư, đáp lại câu nói lúc mới vào cửa của hắn. Cô ấy nghe hiểu sao? Đây là lần đầu tiên, không phải suy đoán, cũng không phải ảo tưởng, Tô Hàng cảm giác được rõ ràng, Trầm Khê cũng có chú ý đến hắn, cũng để tâm đến lời hắn từng nói qua. Đến đây ăn cơm đi trầm khê không nhìn nổi dáng vẻ ngu ngốc của nam nhân a à, được khóe miệng tô hàng nhếch lên bước nhanh đến trước bàn ngồi đối diện trầm khê trầm khê nhìn người nào đó miệng nhếch đến nỗi không thể ăn cơm đàng hoàng được cố gắng nhẫn nhịn không nói gì cúi đầu mạng ai nấy ăn một bữa cơm chiều đầy ấm áp và vui vẻ còn chứa chút ngốc nghếch ăn cơm chiều xong cho dù tô hàng có không muốn đến thế nào đi chăng nữa hắn vẫn phải đến thư phòng làm việc có điều cũng may hôm nay hiệu suất ở công ty vô cùng cao, nếu không buổi tối lại phải tăng ca đến khuya. Nếu là trước kia, Tô Hàng có lẽ sẽ cảm thấy không sao cả, nhưng bây giờ thì không được, nếu ngủ muộn, hắn sợ quấy rầy trầm khê đã ngủ từ sớm, mà nếu tách ra ngủ riêng, hắn lại không nở. Tô Hàng ngồi trong thư phòng, mở một lúc ba cái máy tính, còn đang gọi video với Phương Vũ, nhìn khung cảnh bên kia, hiển nhiên vẫn còn ở công ty. Bốt, tôi vừa sửa sang lại bản báo cáo đánh giá mới nhất đã gửi đến hộp thư của ngài rồi à? Phương Vũ nói. Tô Hàng thuận tay click mở hộp thư, bật báo cáo nhìn lướt qua, hỏi tiếp, chỉ có báo cáo đánh giá. Dự toán đâu, sao tôi không thấy? Còn đang sửa sang lại. Phương Vũ chột dạ nói, chắc là cần thêm 20 phút nữa. Thêm 20 phút, thời gian dài như vậy mấy người làm gì? Tô Hàng bất mãn, nhiều nhất là 10 phút cho tôi. Vâng, phương vũ giận mà không dám nói gì lòng thầm oán trách sao phu nhân không ăn tối với lão đại nhiều thêm nửa giờ thế thì anh ta cũng sẽ không bị ai mắng có lẽ do quán niệm của phương vũ quá nặng thật sự bị trầm khê cảm giác được cô bưng một ly trà hoa pha với cậu kỹ gõ cửa thư phòng cậu kỹ hay còn gọi là củ khởi là một vị thuốc đông y vừa có tác dụng giải khát thay trà lại vừa có công năng bổ thận ít tinh và dưỡng can minh mục theo wikipedia và shopee tiểu khê giọng điệu dịu dàng của Tô Hàng làm Phương Vũ bên kia run rẩy. Không quấy rầy anh chứ? Trầm Khê đi đến trước bàn làm việc hỏi. Không có. Tô Hàng buộc một cái khép lại máy tính đang gọi video với Phương Vũ. Trong phòng bật máy sưởi nên không khí rất khô, phải nhớ uống nhiều nước. Trầm Khê đặt trà hoa cẩu kỹ trong tầm tay Tô Hàng. Cảm ơn. Tô Hàng lập tức bưng chén trà lên uống một ngụm, vừa lúc khác. Trầm Khê nhìn lướt qua cái bàn bày đầy máy tính và văn kiện, biết công việc của nam nhân chắc chắn rất bận rộn, cũng không định quấy rầy hắn, chỉ dặn một câu đừng làm việc quá khuya rồi rời khỏi thư phòng. Đừng làm việc quá khuya, ý là muốn hắn về phòng nghỉ ngơi sớm một chút sao? Tô Hàng ý thức được điểm này, càng thêm nóng lòng mở máy tính lên, trong khoảnh khắc video được kết nối lần nữa, Phương Vũ liền nghe bên kia rống lên một câu, dự toán đâu? Bố, mới có 5 phút trôi qua thôi. Phương Vũ ớt nhắc nhở chậm chết đi được, nhanh lên cho tôi. Tô Hàng ghét bỏ nói. Phương Vũ không dám phản bác, chỉ còn cách nhanh hơn động tác trên tay, cuối cùng cũng gửi dự toán qua, cứ tưởng đêm nay thế là có thể về nhà, lại nghe ác ma không có nhân tính ở đầu bên kia thổi qua một câu. Anh đọc qua tư liệu của hội nghị sáng mai một lần, viết những trọng điểm ra cho tôi. Tô Hàng nói. Tư liệu hội nghị không phải đều do ngài tự mình xem sao ạ. À? Hơn nữa hình như bốt nhanh hơn anh ta nhiều, tư liệu mà người khác phải xem năm sáu tiếng đồng hồ, hắn chỉ cần một tiếng rưỡi là đã có thể đọc xong. Sao, làm không được? Tô Hàng lạnh lùng hỏi. Làm được cả. À? Phương Vũ nước mắt lưng trồng nhìn đầu bên kia vô tình kết thúc cuộc gọi video, tự thương mình lại một đêm không ngủ. Tô Hàng xử lý xong những việc khẩn cấp, giơ tay nhìn đồng hồ, 10 phút nữa là 9 giờ, hắn hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ Phương Vũ theo mình nhiều năm như vậy, nên cho anh ta thêm nhiều cơ hội học tập. Phương Vũ, không, lão đại, tôi không cần loại cơ hội này đâu. Lúc Tô Hàng quay lại phòng, Trầm Khê đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đọc sách, trái ngược với dáng vẻ hồi hộp bất an của nam nhân. Trầm Khê tự nhiên hơn nhiều, cô dù bận vẫn ung dung nhìn hắn hai phút, cười hỏi, đứng ngốc làm gì? Không đi tắm rửa. À, nam nhân lúc này mới bừng tỉnh, cùng tay cùng chân đi vào phòng tắm. Cùng tay cùng chân, chắc mọi người cũng biết khi đi thì tay phải chân trái hoặc tay trái chân phải đúng không? nhưng anh Tô ở đây lại cùng tay cùng chân, ý là vẫn còn ngơ ngơ ngát ngát ấy mà. Cho đến khi trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Trầm Khê mới không nhịn nổi vì một tiếng bật cười, bởi vì cô bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng mới vừa rồi kia, rất ư là giống một phú bà có tiền đang dùng quy tắc ngầm với một tên tiểu bạch kiểm nghèo túng. Tiểu bạch kiểm, trai bao, những chàng trai trắng trẻo thường mang nghĩa châm chọc. Theo Facebook của hội những người đam mê tiểu thuyết. Lúc vừa bước vào phòng, tô hàng vì quá kích động nên có vẻ hơi luống cuốn tay chân cho đến khi tắm rửa xong ngửi thấy mùi sữa tắm giống trên người trầm khê hắn mới từ từ bình tĩnh lại hạnh phúc đến quá bất ngờ đối với tô hàng một người bất kỳ chuyện gì cũng phải vật vã tranh giành mà nói dường như rất không chân thật tô hàng bước ra khỏi phòng tắm ngẩn ngơ nhìn căn phòng trống rỗng tiểu khê tô hàng gọi một tiếng không có ai đáp lại trong lòng hắn không hiểu sao lại hoảng hốt Tô Hàng mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, đứng trên cầu thang sốt ruột nhìn xuống dưới lầu. Chỉ thấy Trầm Khê đang cầm một cái ly đi về phía phòng bếp. Thì ra là đi rót nước uống, Tô Hàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới xoay người quay về phòng, cầm khăn lông tiếp tục lau tóc, chỉ là khi tầm mắt chạm đến giường lớn thì vành tai hắn chợt từ từ đỏ lên. Hắn lại mở cửa phòng ngủ lần nữa, nhìn xuống lầu xem xét, thấy Trầm Khê vẫn chưa ra khỏi phòng bếp, lúc này mới lại bước nhanh quay về phòng, vào phòng chứa quần áo, móc một hộp áo mưa từ áo khoác mình vừa mới thay hôm nay ra. Khụ, không sai, chính là áo mưa, hôm nay lúc tan làm, tô hàng đặc biệt đi siêu thị mua, sống nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có tư cách đi mua. Con cua, xin hỏi việc này cũng cần có tư cách nữa hả? Tranh thủ trong lúc trầm khê vẫn chưa đi lên, tô hàng lén lúc cầm hộp áo mưa này trở về phòng ngủ, sau đó do dự giữa hai cái tủ đầu giường, rốt cuộc nên để bên nào nhỉ? Để phía mình. Như vậy đến lúc đó dễ lấy. Không đúng, nếu là muốn kia gì kia gì, hắn chắc chắn sẽ nhào lại cạnh Trầm Khê trước, có phải là đặt bên kia tiện hơn hay không? Ngay tại thời điểm Tô Hàng đang ngây ngốc do dự giữa hai bên, Trầm Khê đã uống xong nước quay lại. Vì cô mang dép lê, Tô Hàng không nghe được tiếng bước chân nên lúc Trầm Khê bước vào, hắn không thể kịp thời phát hiện. Anh đang làm gì đó? Trầm Khê hồ nghi hỏi. Không có gì. Tô Hàng quay ngoắt lại, chắp tay sau lưng anh đang giấu giếm cái gì? Động tác rõ ràng như vậy, trầm khê có muốn giả vờ không thấy cũng khó. Tô Hàng lập tức cứng đờ. Đưa em nhìn xem. Trầm khê đi đến trước mặt nam nhân, vương tay. Tô Hàng hơi do dự, lỗ tai đỏ lựng, trong lòng lại mang theo một tia chờ mong nho nhỏ đặt đồ vật vào tay trầm khê. Trầm khê không ngờ người này lại cầm một hộp áo mưa trong tay, tức thì mặt còn đỏ hơn cả lỗ tai hắn. Anh! Anh! Lưu manh. Trầm khê ném cái thứ trong tay lên giường. Không kết hôn mới là lưu manh. Người nào đó nhỏ giọng phản bác một câu. Tác giả có lời muốn nói, tô hàng đời trước lúc mua áo mưa cũng đứng trong phòng ngủ do dự một lúc lâu, có điều vận khí hắn tương đối tốt, không bị trầm khê phát hiện, vì thế cuối cùng hắn bỏ mỗi bên một hộp. Chương 39, lẽ ra anh phải mạnh mẽ hơn. Cha trầm thích giấu rượu, trầm khê bảo tô hàng cầm một chai rượu mau đài 50 năm mẹ trầm cơ thể yếu, tô hàng chuẩn bị rất nhiều đồ bổ, nhưng thứ mà mẹ trầm có thể dùng cũng không nhiều, cuối cùng trầm khê lấy từ bên trong đóng quà ra một chiếc khăn lụa theo thủ công. Rượu Mao Đài 50 năm là loại rượu trắng nổi tiếng nhất của Trung Quốc nói chung và trên thế giới nói riêng, được tôn vinh là loại rượu gắn với những cái tên huyền thoại như Đệ Nhất Mỹ Tửu, Mao Đài Bất Lão 50 năm. Ở thời điểm hiện tại, giá của một chai Mao Đài 50 năm đã tăng lên tới 1.300 nhân dân tệ, tương đương 63 triệu đồng. Theo Khôru, Con. Chỉ lấy hai cái này sao? Tô hàng tay trái cầm rượu mau đài, tay phải cầm khăn lụa, không chắc chắn lắm hỏi. Thế là được rồi. Trầm khê nhẹ nhàng gật đầu. Sẽ không quá ít chứ, anh chuẩn bị nhiều lắm, nếu không thì em lại chọn thêm hai thứ nữa. Mặc dù quà mà hắn chuẩn bị đều rất quý giá, nhưng đối với lần đầu tiên đến thăm nhà cha mẹ vợ sau khi kết hôn, Tô Hàng luôn cảm thấy chẳng có tí tự tin nào anh sợ đưa không hết hay sao trầm khê tức giận nói sau này mỗi tuần đều phải đến đây một lần đó mỗi tuần tô hàng sững sờ sao nào anh không muốn đến trầm khê nhướng mày tô hàng nào dám lập tức điên cuồng lắc đầu như thế còn tạm được chúng ta vào thôi trầm khê cười xoay người dẫn tô hàng đi vào nhà cha trầm và mẹ trầm ngồi trong phòng khách một người đọc báo một người gọt táo thấy hai người bước vào cũng chỉ nâng mắt nhìn một cái cũng không chủ động chào hỏi không khí này có chút xấu hổ trầm khê đang muốn lên tiếng hòa hoãn bầu không khí tô hàng lại dành trước lên tiếng hắn cầm theo quà đi đến trước mặt cha mẹ trầm gia cùng kính nói cha mẹ ngại quá con đến trễ rồi cha trầm liếc hắn một cái rung tờ báo trong tay tiếp tục không để ý mẹ trầm nhìn thoáng qua ông xã mình không biết nghĩ tới chuyện gì cũng không lên tiếng tiếp tục cúi đầu gọt táo Tô Hàn có chút xấu hổ, cha mẹ vợ quả nhiên vẫn không thích mình. Hắn cười cười rồi bày quà trong tay lên bàn trà trước mặt họ, còn có đem theo chút quà, hy vọng cha mẹ thích. Ừm. Cha trầm cuối cùng cũng giống như ban ân mà hừ một tiếng, chẳng qua vẫn không hề ngẩng đầu nhìn. Có điều Tô Hàn đã vô cùng thỏa mãn, hắn không nhịn được mà vui vẻ quay đầu lại nhìn Trầm Khê tranh công, giống như muốn nói, cha em nhận quà rồi kìa. Trầm Khê bên kia lại không dễ dàng thỏa mãn như Tô Hàn, Cô thở phi phi chạy đến cạnh cha trầm, lấy báo trong tay ông ra, giận dỗi nói, cha, báo buổi sáng đã đọc qua rồi có gì hay, Tô Hàng đang nói chuyện với cha đó. Sao con biết cha đọc rồi? Cha trầm trả lời, sáng nay cha chưa hề đọc. Mẹ! Trầm khê thấy cha mình thế mà lại chơi xấu, đành chuyển hướng qua mẹ trầm bên cạnh. Mẹ trầm phi một tiếng bật cười, bỏ dao gọt trái cây trong tay xuống, liếc mắt nhìn ông xã nhà mình một cái, được rồi, đừng có làm bộ làm tịch nữa, nếu không Tiểu Khê giận chúng ta luôn đó. Cha Trầm lúc này mới dương mắt đánh giá Tô Hàn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã càng tức, thằng nhóc này vậy mà lại dám cúi đầu cười trước mặt mình. Anh cười trộm cái gì đó? Cha Trầm tức giận hỏi. Không có gì ạ. À? Tô Hàn vội vàng thu ý cười lại, hắn không ngờ Trầm Khê sẽ vì bảo vệ mình mà giận dỗi với cha Trầm, vừa vui vẻ liền không thể nhịn được biểu lộ ra. Không phải nói đã đến cửa rồi sao, tại sao lâu như vậy mới vào? cha trầm cố ý gây khó dễ. Tô Hàng vừa nghe thấy, vành tay lập tức đỏ lên, khóe miệng lại không thể khống chế mà cong lên. Con! Được rồi, ăn cơm đi. Cha trầm đen mặt cắt ngang câu trả lời của Tô Hàng. Vừa nhìn vẻ mặt đó của nó là biết không phải làm chuyện tốt gì rồi. Tô Hàng thấy cha trầm lại bỗng dưng tức giận, lập tức có chút khó hiểu nhìn về phía trầm khê. Trầm khê cũng giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người đi theo cha trầm vào phòng ăn đi thôi, đi ăn cơm. Lúc này mẹ trầm cũng đứng lên, bà nhét quả táo đã gọt xong vào trong tay Tô Hàng. Cảm ơn mẹ ạ. À. Tô Hàng có chút thụ sủng nhược kinh nhìn quả táo trong tay mình. Thụ sủng nhược kinh, được yêu thương mà lo sợ. Cha con không phải là tức giận, mà ông ấy đây là. Mẹ trầm dừng một chút rồi cười nói, đợi con sau này có con gái là hiểu thôi. Con gái? Là vì tiểu khê sao? con sẽ đối xử tốt với tiểu khê. Tô Hàng nghiêm túc bảo đảm. Được. Mẹ Trầm cười tủm tỉm gật gật đầu, chúng ta đi ăn cơm. Tô Hàng theo sau mẹ Trầm đi về phía phòng ăn, trong đầu lại không khỏi so sánh thái độ khác biệt trước sau của cha mẹ Trầm Gia. Hắn sẽ đối xử tốt với Trầm Khê, câu hứa hẹn này gần như mỗi lần Tô Hàng gặp cha mẹ Trầm Gia đều sẽ đảm bảo một lần. Lúc trước mỗi lần hắn nói câu này, cha Trầm luôn bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó lại càng thêm đối với hắn khách khí hơn. Còn mẹ Trầm, mỗi lần nghe thấy lại có vẻ mặt khổ sở, khiến cho sau đó Tô Hàng có chút không dám nói nữa. Nhưng mà vừa rồi, mẹ Trầm bỗng nhiên cười thật thân thiết với hắn, là loại thân thiết mà hắn khát vọng đã lâu. Tô Hàng nhìn nhìn quả táo trong tay, nhìn không được cầm lên cắn một miếng. Tuy cha Trầm đã bỏ thái độ khách sáo trước kia, nhưng cả buổi không phải hừ thì là ha, không cho Tô Hàng sắc mặt tốt, có điều một bữa cơm bốn người vẫn diễn ra trong vui vẻ. So với cha Trầm khách sáo lúc trước, Tô Hàng thích như bây giờ hơn, tuy tràn đầy ghét bỏ hắn, nhưng lại khiến hắn nhận thấy rõ ràng cảm giác thân thiết khi được làm con rể. Ăn cơm xong, Trầm Khê nói chuyện phím với mẹ ở dưới lầu, Tô Hàng thì theo cha Trầm đến thư phòng. Báo cáo tôi cho người đưa cho anh, anh đều xem rồi chứ? Cha Trầm mặt vô biểu tình hỏi. Xem rồi ạ. À. Tô Hàng gật đầu. Vậy thì tốt, thẩm thị có bao nhiêu vốn lưu động anh cũng biết rồi đấy sau này nếu anh cần dùng tới tiền. Con không cần. Tô Hàng phản ứng kịp, hắn vội vàng ngắt lời ông. Tôi tuy đầu tư lỗ vốn một lần, nhưng không có nghĩ chút ánh mắt này cũng không có. Cha trầm liếc Tô Hàng một cái, nếu Tô Thị có vấn đề gì, trầm Thị cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sẽ không để trầm Thị bị liên lụy à? Tô Hàng lớn tiếng bảo đảm. Cha trầm nhìn Tô Hàng, Tô Hàng không chút yếu thế nhìn lại, không khí trong thư phòng lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Rầm. Cha trầm tức giận nặng nề đập cái ly xuống bàn, mắng Tô Hàng, rốt cuộc là anh đang ngoan cố cái gì? Tô Hàng nhíu nhíu mày lặng thinh không nói gì, hắn đương nhiên biết mình đang ngoan cố cái gì. Lúc trước hắn mười phần tự tin mà cầm ba tỷ chạy tới trầm gia cầu hôn, nói năng đàng hoàng, bây giờ chẳng qua chỉ mới ba tháng, đã bị cha trầm nhìn thấu hết rồi. Hắn đương nhiên cũng biết cha trầm đây là đang giúp hắn, nhưng hắn không cho phép mình nhận sự trợ giúp của trầm gia. Bởi vì làm như vậy hắn sẽ cảm thấy bản thân giống như một kẻ lừa đảo âm mưu đã lâu, chấp vá lung tung được ba tỷ lừa lấy cả trầm thị lẫn trầm khê. Hệt như lời đồn của mấy người ngoài kia, hắn nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của, muốn cả người lẫn tiền. Hiện giờ trầm thị đã ổn định hơn rồi, lấy chút tiền đưa cho anh, cùng lắm chỉ là làm chậm sự phát triển của trầm thị thôi. Cha trầm nói, còn nữa, số tiền đó vốn nên trả lại cho các anh, cảm ơn cha, nhưng con không cần. Tô Hàng vẫn kiên trì nói. Trầm thị không thể bị trì hoãn sự phát triển, để trầm thị có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục như lúc đầu. Mỗi một chữ hắn từng nói qua lúc đến trầm gia cầu hôn khi trước, đều không thể thay đổi, đây là sính lễ mà hắn tặng cho trầm khê. Cho dù hiện giờ trầm thị có khả năng rút một phần tiền ra, nhưng mà Tô Hàng không muốn nhận. Nếu nhận, giống như ước nguyện ban đầu lúc hắn cưới trầm khê đã thay đổi huống chi hắn cũng chưa đi đến nước đó. Đi ra ngoài. Tiếng rống to của cha trầm khiến hai người đang nói chuyện dưới lầu giật mình. Trầm khê ngẩng đầu nhìn thoáng qua tô hàng đang sụn mặt đi xuống, nhìn không được đứng lên hỏi, sao thế? Anh khiến cha tức giận. Tô hàng đầy ấy nấy trả lời. Em đi hỏi thử. Trầm khê nói xong liền muốn lên lầu, lại bị tô hàng giữ lại. Đừng đi. Trong giọng nói của hắn có một tia cầu xin. Trầm khê ngẩn người, nhất thời do dự. Hai đứa về trước đi. Lúc này mẹ Trầm mới nói, để mẹ đi lên xem. Vâng. Trầm khê nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nghe lời mẹ. Mẹ Trầm tiễn hai người đi, quay lại phòng khách thấy cha Trầm đã ngồi ở chỗ kia, vì vậy đi qua hỏi, sao bỗng dưng lại tức giận như thế? Thằng nhóc này đúng là gàn bướng hồ đồ. Cơn giận còn sóc lại của cha Trầm vẫn chưa tan hết. Gàn bướng. Hương bướng gàn dở. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mẹ Trầm cũng rất ít khi thấy chồng mình tức giận đến thế. Nếu không phải thấy Tiểu Khê thích nó, anh còn chẳng phải mặc kệ nó sao? Cha Trầm thở phi phi nói, lúc trước khi nó lấy ba tỷ ra anh đã cảm thấy lạ rồi, Tô thị sao có thể có thực lực hùng hậu như vậy được? Khoảng thời gian trước anh đi ra ngoài ăn cơm với mấy ông bạn già, nghe phong thanh được chuỗi tài chính bên trong Tô Thị xảy ra chút vấn đề. Nghe phong thanh, là một từ ghép gốc hán trong đó phong có nghĩa là gió thanh nghĩa là tiếng phong thanh có thể hiểu là tiếng gió trong tiếng việt từ ghép này có nghĩa là thoáng nghe được thoáng biết được chưa lấy gì làm chắc lắm phong thanh thường được dùng để chỉ tính chất của thông tin tin tức do đó thường đi với nghe để tạo thành tổ hợp nghe phong thanh tình huống hiện tại của công ty tuy đã chuyển biến tốt đẹp hơn nhưng vẫn chưa thể một lần trả hết số tiền lớn như vậy cho nên anh mới ngừng vài hạng mục phát triển trong công ty, giữ tiền lại, tuy sẽ làm chậm sự phát triển của công ty, nhưng có thể trả trước một phần cho Tô Thị, có lẽ sẽ hòa hoãn được một chút áp lực của Tô Thị. Tô Hàng không đồng ý. Mẹ Trầm hỏi. Thằng nhóc này, vậy mà có thể nói Tô Thị là Tô Thị, Trầm Thị là Trầm Thị, hai bên không hề có quan hệ gì, bảo anh dựa theo nội dung hợp đồng đã ký kết lúc trước là trả tiền là được, trả trước nó không nhận, có bệnh nha. Cha Trầm sắp tức chết rồi, trưởng phòng điều hành bên ngân hàng cũng không dám nói chuyện với anh như vậy sao anh muốn giao công ty cho nó mẹ trầm hỏi nằm mơ đi cha trầm nói vậy anh tức giận cái gì anh không muốn đưa nó không muốn nhận không phải vừa lúc sau mẹ trầm cười em cho rằng anh muốn quan tâm hả nếu không phải em biết anh sợ tôi thì thật sự xảy ra chuyện rốt cuộc nó cũng là vì giúp chúng ta mẹ trầm nói nhưng mà anh có thử nghĩ xem tại sao nó lại từ chối anh không không biết trời cao đất dày cha trầm hừ một tiếng từ lúc anh khiến công ty làm ăn thất bại bên ngoài đã đồn nói tô hàng đã sớm tính kế hết nói hắn đúng là có tâm cơ một lần đầu tư được cả người lẫn tiền mẹ trầm nói nói thật nếu không phải trầm khê nói với em tô hàng yêu thầm nó mười mấy năm ngay từ đầu em cũng nghĩ giống đám người kia nó cho rằng nó làm như vậy thì người khác sẽ không đồn như thế nữa. Cha Trầm vẫn tức giận. Thanh danh Tô Hàng vốn đã không tốt, nó có để ý những việc đó đâu, cái nó để ý chính là Tiểu Khê của chúng ta. Mẹ Trầm lại nói, nó sợ Tiểu Khê sẽ cảm thấy như vậy. Cha Trầm nghe đến đó, tâm trạng mới tốt lên một chút. Nếu anh thật tình lo lắng, thế thì chú ý hơn một chút. Mẹ Trầm khuyên nhủ, nếu Tô Hàng không muốn anh trực tiếp giúp nó, thì anh giới thiệu cho hắn thêm chút nhân mạch không phải nó có năng lực sao để nó tự giải quyết đi cha trầm giận dỗi nhưng mà em nói nha sau này con của tiểu khê nếu muốn họ trầm còn phải thương lượng với tô hàng đấy mẹ trầm nhướng mày nó dám không đồng ý cha trầm lại nổi nóng trầm khê thừa lúc tô hàng đi tắm hỏi được mẹ đại khái chuyện gì đã xảy ra Trầm Khê lập tức nghĩ tới chuyện Tô Thị đổi chủ vào 5 năm sau, lúc ấy Trầm Khê đang du lịch ở nước ngoài, vì cố tình lãng tránh tin tức về Tô Hàng, cho nên không biết được gì nhiều. Việc công ty đổi chủ vào 5 năm sau và vấn đề chuỗi tài chính hiện tại của Tô Thị có liên quan gì không? Lúc đó cha đã trả hết 3 tỷ cho Tô Thị chưa? Rốt cuộc là vì sao mà cuối cùng Tô Hàng lại mất tất cả cổ phần? Sống chung với nhau 5 năm, Trầm Khê phát hiện thế mà mình ngoại trừ biết công việc của Tô Hàng vẫn luôn rất bận, còn lại tin tức gì cũng không có. Nghĩ gì đấy? Tô Hàng ôm lấy Trầm Khê từ phía sau, cho dù hai người dùng cùng một loại sữa tắm, hắn cũng cảm thấy hương thơm trên người Trầm Khê dễ ngửi hơn một chút. Trầm Khê quay đầu lại nhìn thoáng qua người nào đó, ánh mắt lóe lóe, suy nghĩ chuyện công ty. Công ty? Tô Hàng buồn bực hỏi. Quán cà phê của em? Trầm Khê nói, em muốn mở rộng kinh doanh, nhưng lại không biết nên xuống tay chỗ nào em muốn mở rộng kinh doanh. Tô Hàng có chút kinh ngạc, theo như hắn biết là trầm khê lẽ ra, không có hứng thú đối với việc buôn bán mới đúng. Vâng. Trầm khê đáp, em muốn kiếm thêm ít tiền, duy trì vận chuyển quỹ hội. Tô Hàng lúc này mới nhận ra, một hai năm nay trầm thị đúng là không có dư tiền để duy trì sự vận chuyển của quỹ hội, còn tô thị. Tô Hàng nhất thời cũng không thể lấy ra tiền. Hắn nhìn nhìn trầm khê, em có bước đầu tư tưởng chưa? trầm khê lắc đầu vậy em đưa hết tư liệu cho anh ngày mai anh xem giúp em thử không cần đâu anh vốn dĩ đã rất bận rồi trầm khê không đồng ý nếu không ngày mai em đi hỏi cha một chút cũng được nếu chuyện anh có thể làm được còn cần em đi tìm người khác anh sẽ cảm thấy mình thật vô dụng tô hàng nói tâm trạng anh sẽ không tốt trầm khê hỏi ừm nam nhân gật đầu sẽ khổ sở. Trầm Khê lại hỏi. Đúng thế. Nam Nhân gật đầu lần nữa. Được, vậy ngày mai em đưa tư liệu cho anh. Trầm Khê thỏa hiệp. Tô Hàng nghe xong, lúc này mới hài lòng, vui vẻ ôm vợ mình càng chặt. Tô Hàng. Trầm Khê tựa vào lòng Tô Hàng, nhẹ giọng nói, em cũng thế. Hả? Tô Hàng khó hiểu nếu chuyện em có thể làm được mà anh lại không nhờ em giúp, em cũng sẽ khổ sở. Tô Hàng sửng sốt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, cha đã nói gì với Tiểu Khê ư? Anh sẽ không làm em khổ sở đúng không? Trầm Khê lại hỏi lần nữa. Không khí trong nháy mắt lập tức yên tĩnh lại, dường như đã qua một thế kỷ, nhưng Trầm Khê không nóng vội, cô tựa vào lòng Tô Hàng, lặng lẽ chờ hắn trả lời, thậm chí cũng không thèm quay đầu lại nhìn một cái. Ừm. Rốt cuộc, tô hàng cũng rầu rĩ ừ một tiếng dụi đầu vào tóc trầm khê lẽ ra anh phải mạnh mẽ hơn để em không phải vì anh mà lo lắng chương bốn mươi chiếc vòng tay bị mất tích hôm nay là ngày tô gia tổ chức tiệc Tết niên lúc cha trầm cùng mẹ trầm đến tô gia yến hội đã có rất nhiều người liễu phương và tô bách niên tự mình tới cửa đón hai người vào hiển nhiên rất ân cần vì họ đã đến mẹ trầm nhìn thoáng qua khách khứa trong yến hội thế mà có vài người quen mắt nhưng chưa từng cùng ai nói chuyện qua mẹ trầm gật gật đầu với những người nhìn về phía này ngồi một góc ở yến hội với cha trầm yên lặng đợi trường hợp này không cần họ chủ động đi chào hỏi khách khứa ngay từ đầu lúc vợ chồng liễu phương và tô bách niên đón khách ở bên ngoài đã chờ khách tới gần hết mới như cố ý như vô tình dẫn theo một vài người có mối liên hệ trong kinh doanh tới chỗ cha mẹ trầm gia cha mẹ trầm ngoài mặt đều rất khách sáo lệ phép ứng phó cha trầm bàn vài câu về tình hình kinh tế mẹ trầm nói một số bí quyết chăm sóc hoa thoạt nhìn có vẻ trò chuyện rất vui vẻ thật ra hai người chưa từng đồng ý điều gì có giá trị cả tô bách niên và liễu phương cũng không ngại họ chỉ muốn để những người này biết họ và trầm gia là thông gia quan hệ giữa hai nhà vô cùng tốt như vậy sau này lúc họ tìm đến những người này nhờ giúp đỡ cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trầm gia không phải nhờ sự cứu tế của tô thị mới không bị phá sản sao có người tò mò thì thầm to nhỏ thế mà dáng vẻ này sao ngược lại giống như là tô gia đang nịnh bợ trầm gia ấy nếu lúc đó trầm gia hoàn toàn sụp đổ thế thì tất nhiên là không đúng rồi nhưng vấn đề là người ta chẳng sao cả cho nên vẫn là hào môn đỉnh cấp rất nhiều thứ không phải có tiền là có thể có được vậy tô gia công giả tràng rồi tốn tiền xong vẫn phải quỳ dưới chân người ta không phải tô hàng đã cưới trầm khê sao người ta còn có tầm nhìn xa trông rộng nữa kìa trầm gia chỉ có một đứa con gái là trầm khê sau này trầm thị hẳn là sẽ về tay tô gia rồi. Vậy lúc trước cứ trực tiếp thu mua là được mà. Muốn thu mua hoàn toàn trầm thị thì ba tỷ không đủ, nói nữa, thu mua trầm thị, anh có thể thu mua được nhân mạch phía sau trầm thị không? Tốn ba tỷ bày một trận địa lớn như vậy, tô gia cũng thật biết tính kế. Chỉ là tiếc cho trầm khê, phải gả cho một đứa con riêng như tô hàng. Anh nhắc mới để ý, hôm nay sao hai người họ không đến nhỉ? Tôi nghe nói, quan hệ giữa Tô Hàng với Tô Gia hình như không được tốt. Không thể nào, hiện giờ phần lớn cổ phần của Tô Gia đang nằm trong tay Tô Hàng, nếu lời anh nói là thật, vậy thì Tô Gia cũng không nhất định, rốt cuộc, không phải vợ chồng Trầm Hà Xuyên vẫn tới yến hội của Tô Gia sao? Nên nhớ Trầm Phu Nhân cũng không dễ dàng tham gia yến hội đâu. Cũng đúng. Tô Minh Lệ đang tránh một góc hờn dỗi nghe được người ta bàn tán, sắc mặt vô cùng khó coi hôm nay một nửa số người đến yến hội là vì tô hàng một nửa còn lại là vì trầm da tô minh lệ cô ta tại sao lại phải sống nhờ vào một tên ăn mày có xuất thân là con riêng chứ tô minh lệ càng nghĩ càng tức uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ đập mạnh ly rượu xuống bàn kim cương trang trí trên vòng tay va loạn xạ vào chân ly phát ra tiếng len keng minh lệ lại đây liễu phương trông thấy con gái vẫy tay gọi cô ta qua tô minh lệ nhíu nhíu mày không nhúc nhích liễu phương đi qua hỏi mẹ đang nói chuyện với con đấy chú ý chút đi làm sao ạ à? tô minh lệ không kiên nhẫn nói đi đi gặp trầm phu nhân với mẹ liễu phương kéo tay tô minh lệ đi con không đi tô minh lệ giật tay ra con hần dỗi cái gì đấy liễu phương nhíu mày con mới không cần nịnh bợ mẹ vợ của một đứa con riêng tô minh lệ giận dữ nói câm miệng liễu phương quát con mình xong ngõ nghiêng bốn phía thấy không ai chú ý đến bên này mới nói thêm nói bậy gì đó tô minh lệ cắn môi không phục liễu phương kéo con gái đến một góc kính quan sát thấy không ai để ý mới khuyên răng, mẹ làm vậy là vì ai còn không phải là vì con hiện giờ tô thị bị tô hàng khống chế mẹ và cha con ở công ty căn bản không có thực quyền nếu không phải do tô hàng vẫn còn có điều cố kỵ mẹ và cha đã sớm bị nó đuổi khỏi công ty không có tô thị, còn cho rằng còn bao nhiêu người nhớ được đại tiểu thư tô gia con đây là ai? anh ta dựa vào cái gì chứ? tô minh lệ nghĩ tới là tức, tô thị rõ ràng là của cô ta. chỉ bằng nó có trong tay năm một phần trăm cổ phần tô thị, những đại cổ đông khác cũng tin tưởng nó, còn chúng ta chỉ có tám phần trăm. liễu phương nói, lúc trước mẹ với cha sao phải chuyển nhượng cổ phiếu sang cho đứa con riêng đó? tô minh lệ nghĩ không ra trước kia sao hai người lại phải đưa cổ phiếu cho Tô Hàng? Nếu không chuyển cho nó, bà nằm trước Tô Thị này đã phá sản rồi. Vậy bán cho người khác không được sao? Tô Minh Lệ vẫn không hiểu tại sao phải bán cho Tô Hàng. Nếu bán cho người khác, bên ngoài biết Tô Thị đổi chủ, còn cảm thấy chúng ta còn có thể đứng yên trong giới kinh doanh này nữa không? Liễu Phương hỏi, hay là, con cam tâm tình nguyện cầm 8% cổ phần này, hàng năm sống nhờ vào chút tiền hoa hồng được chia? Bây giờ chúng ta làm vậy thì thay đổi được cái gì? Tô Minh lệ buồn bực nói. Chúng ta cần mượn dùng nhân mạch của Tô Thị và Trầm Thị. Liễu Phương nhìn con gái của mình, Tô Thị đã không còn là của chúng ta, trong lúc Tô Hàng vẫn chưa xé trách da mặt với chúng ta, chúng ta có thể mượn tay Trầm Gia lôi kéo được rất nhiều quan hệ nhân mạch, có ích cho sự phát triển của công ty mới của chúng ta, chuyện này liên quan đến cuộc sống sau này của chúng ta, hiểu không? Tô Minh lệ sụ mặt gật gật đầu. Liễu Phương thấy con gái đã hiểu, sắc mặt dịu lại một chút, bà ta dẫn Tô Minh Lệ đi vào đến cạnh cha mẹ Trầm gia. "Con chào chú Trầm, chào dì Trầm ạ." À? Tô Minh Lệ nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. "Tô tiểu thư đây mà." Mẹ Trầm đã từng gặp Tô Minh Lệ một lần trong hôn lễ. "Dì ơi, dì gọi con Minh Lệ là được rồi ạ." À? Tô Minh Lệ thấy áo choàng của mẹ Trầm hơi lệch một chút, lập tức thông minh đến gần giúp bà sửa lại, "Dì áo choàng của dì lệch rồi để con giúp dì chỉnh lại mẹ trầm bị bất ngờ không né tránh được chỉ có thể mặc tô minh lệ khóe mắt liếc qua vòng tay kim cương trên tay trái cô ta ánh mắt lóe lóe xong rồi ạ à. tô minh lệ cười buông tay ra cảm ơn mẹ trầm như vô tình hỏi tô tiểu thư vòng tay này của con trông thật độc đáo mua ở đâu thế tô minh lệ hơi sửng sốt nâng tay trái của mình lên hỏi cái này ấy à cha trầm lúc này cũng thấy vòng tay của tô minh lệ ánh mắt cũng bất chợt lóe lên trong lòng liền hiểu ra tại sao vợ mình tự nhiên lại hỏi cái vòng này đúng rồi thật ra gì nhìn có chút quen mắt mẹ trầm cười nói là của một người bạn tặng cho con tô minh lệ trả lời bạn con con có thể hỏi giúp gì một chút được không người đó lấy chiếc vòng này ở đâu ra mẹ trầm hỏi Liễu Phương đứng một bên nhận thấy sắc mặt vợ chồng Trầm gia hình như có gì đó không đúng, vì thế không nhận được hỏi. Sao vậy? Bà thông gia biết cái vòng tay này. Mẹ Trầm nhìn thoáng qua cha Trầm, cha Trầm gật gật đầu với bà. Mẹ Trầm mới cười. Thật không dám giấu giếm, vòng tay này có thể là của tôi, của chị. Liễu Phương sửng sốt. Nhưng mà lúc bạn con tặng cho con, anh ấy nói đây là vòng tay may mắn anh ấy đã mang bên người từ bé rồi. Tô Minh lệ giải thích người bạn này của con có phải là một người nam khoảng 30 tuổi? Khi còn nhỏ là một cô nhi? Mẹ trầm hỏi. Vâng, hồi nhỏ anh ấy đã từng ở cô nhi viện một thời gian, đến 8 tuổi thì được người ta nhận nuôi. Tô Minh lệ đáp. Vậy chắc là không sai rồi. Mẹ trầm vui vẻ nói, Tô Tiểu Thư, có thể phiền con giới thiệu người bạn này cho bọn gì biết được không? Tất nhiên là được cả. Tô Minh lệ tuy không biết tại sao lại thế này nhưng vẫn gật đầu đồng ý. "Chị thông gia, có chuyện gì thế?" Liễu Phương hỏi. "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì người bạn này của Tô tiểu thư có lẽ là một vị ân nhân mà Trầm gia chúng tôi đã tìm từ lâu." Mẹ Trầm cười nói. Cha Trầm cũng gật gật đầu theo. Liễu Phương lại hỏi tiếp chuyện là như thế nào, mẹ Trầm cũng không giấu gì, kể lại chuyện Trầm Khê đi lạc lúc nhỏ. Mà lúc này Trầm Khê đang ở thư phòng nghe Tô Hàng nói về việc sắp xếp phát triển cho quán cà phê của cô trong tương lai. Mở hơn 20 chi nhánh một lượt. Có phải nhiều quá hay không? Trầm Khê hỏi. Không đâu. Tô Hàng cầm báo cáo điều tra, hình thức hoạt động của quán cà phê bọn em rất độc đáo mới mẻ. Lấy quán cà phê mèo nằm trong CBD kia làm ví dụ, chỉ tiêu doanh thu một năm vượt xa quán cà phê cùng hoạt động đến 70% một cửa hàng mặt tiền 50 m vuông đạt được thành tích của cửa hàng mặt tiền 100 m vuông. CBD, Central Business District, khu trung tâm thương mại. Cả quán cà phê trong làng đại học này của em nữa, báo cáo điều tra cho thấy, danh tiếng của bọn em, cho dù là giá cả, hoàn cảnh hay vị trí mà nói thì đều đứng thứ nhất. Hơn nữa mục tiêu chủ yếu của bọn em là việc làm công ích, rất nhiều người khi tiêu dùng, nếu biết có thể thuận tiện làm việc thiện, cũng sẽ muốn đến chỗ của em anh đã bảo Phương Vũ đi tìm báo cáo thị trường của quán cà phê trong vòng 5 năm trở lại đây, có điều ngày mai mới có thể tìm được. Nhưng mà cho dù không xem báo cáo, anh cũng cảm thấy mở 20 chi nhánh trước thật sự không nhiều lắm. Nhưng, em không có nhiều tiền như vậy. Có thể đi vay mà. Tô Hàng nói, quán cà phê của em được thành lập trên danh nghĩa của quỹ hội, tư chất của quỹ từ thiện trầm thị vô cùng cao, ngân hàng cũng sẽ dễ dàng cho vay hơn, hơn nữa doanh thu của quán cà phê trong mấy năm gần đây rất khả quan, tiền đề hạng mục cũng tốt, để được phê duyệt thì chắc là không có vấn đề gì. Nhưng mà một lần mở rộng lớn như vậy, em sợ em không quản lý nổi. Trầm khê ảo não nói. Không sao cả. Tô Hàng cười trấn an, chúng ta có thể tìm một người đến giúp em làm, em quan sát là được. Anh giúp em tìm. Trầm khê quay đầu hỏi. Anh giúp em tìm. Tô Hàng cười gật đầu cũng giúp em quan sát. Được. Tô Hàng cưng chiều nói. Anh mới xem một ngày là có thể kế hoạch ra được nhiều như vậy, em coi hơn một tuần, trong đầu vẫn là một cuộn chỉ rối. Trầm khê buồn rầu thở than, quả nhiên em không hề có khiếu kinh doanh mà. Tô Hàng cảm thấy dáng vẻ trầm khê nghiêm túc buồn rầu cũng thật đáng yêu. Thật may là có anh. Trầm khê quay đầu cười ngọt ngào với Tô Hàng. Trầm khê vừa nói lời này xong, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, cô cầm lên thì thấy là mẹ mình vì thế nhanh chóng bấm nghe mẹ trầm khê vui vẻ gọi thật cả à? vậy thì thật tốt quá đến lúc đó mẹ nói cho con biết nhé tô hàng ngồi cạnh trầm khê tuy hai người cách nhau rất gần nhưng hắn lại không nghe rõ thanh âm ở đầu dây bên kia tô hàng chỉ thấy được trầm khê rất vui mừng có chuyện gì mà vui thế chờ trầm khê cúp điện thoại tô hàng mới hỏi Mẹ em tìm được anh trai cứu em lúc nhỏ rồi." Trầm Khê vui vẻ nói. "Anh trai đã cứu em?" Tô Hàn nghi hoặc hỏi. "Chắc là anh không biết rồi." Trầm Khê giải thích, khi còn bé em đã từng đi lạc một lần, có một anh trai nhỏ đã cứu em, thế nhưng mà đến khi cha mẹ em tìm được em rồi, anh trai nhỏ ấy lại mất tiêu. Nhà em tới giờ vẫn luôn tìm anh ấy, muốn gặp mặt nói tiếng cảm ơn, nhưng vẫn chưa từng tìm thấy, bây giờ cuối cùng cũng có manh mối rồi." em. Đi lạc ở đâu? Tô Hàng bỗng dưng hỏi. Ở bệnh viện. Trầm khê đáp. Bọn em làm sao mà tìm được manh mối? Tô Hàng trầm ngâm một lát, lại hỏi. Lúc em đi lạc có đeo một chiếc vòng kim cương, đó là tính vật đính ước của cha em tặng mẹ em, là hàng đặt làm riêng, cả thế giới chỉ có một chiếc như vậy. Trầm khê nói, mẹ em hôm nay thấy nó ở trên tay Tô Minh Lệ. Là cái vòng tay hắn làm mất kia. Tập truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.